来不及翻过使用的回家，当花容现你的来也是怀容各容身上，来不及想过是多跌打，cái này là cái gì đây? À, cái này là bản chat. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, ni hào, chào mấy bạn. Hello bạn Nhân, chào bạn Đăng Khoa, hello bạn Hoàng Trần nha, chào fan, chào bạn Trung Lê, hello bạn Tuấn Nguyễn nha, chào fan, chào bạn Phát Trần nha, hello em. Hello bạn Cầu Lộc Ba Lên, chào bạn Quỳnh Lương nha, chào fan, chào bạn Tấn Hoàng, hello bạn Hoàng Đặng nha, chào fan, chào bạn Tú Quyên Mai nha, hello bà, hello bạn Hoàng Lộ nha, chào em. Chào anh Hiếu, chào mọi người, hello mọi người. Nay mày đặt livestream qua bên YouTube nữa. Hello shop, hello em. Hello bạn Diệp Văn nha, chào fan, chào bạn Lê Long nha, hello em, hello bạn Xin, chào bạn NG Tuyền nha, hello bà. Hello bạn Bikanai nha, chào fan, chào bạn Vi Nguyễn, hello bạn Alexac, chào bạn Long Vi Trần, chào fan, chào bạn Hi Su nha, hello em. Hello bạn Sam Story nha, chào fan, chào bạn Nguyễn Minh Ánh nha, hello em. Alo alo 1, 2, 3, 4, alo. À đây là cái buổi có thể nói là buổi livestream chính thức đầu tiên của em Hiếu Ba Lên của mọi người trên nền tảng YouTube ha. Thì trước đó thì Hiếu cũng có livestream ở YouTube một hai lần rồi ở trên cái kênh livestream của trên cái kênh của Hiếu Lê Bà Lăng này. Nhưng mà cái lần đó thì là do là Hiếu Hiếu chiếu game cho mọi người đó, cho nên là tôi không có tương tác cho mọi người tốt được. Để tôi lấy chat ra cái mọi người. Lấy chat trên điện thoại ra cái. Bình thường Hiếu đọc chat trên điện thoại Hiếu quen rồi đó, cho nên là tôi không có sửa được. Bây giờ tôi đọc chat trên máy tính tôi đọc không được, nó ngộ sao quá mấy shop. Giờ tôi phải kiếm cái kênh livestream của mình á. Kênh livestream của mình đâu rồi? Tôi đang tìm kênh Hiếu Lê Bà Lăng mấy shop. Mình đang tìm chính kênh của mình. Ủa sao tôi không thấy tôi đang livestream ta? À có thấy rồi. Alo 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 1, 2, 3, 4 alo alo alo. Ai cũng được 458 người coi này nè mấy shop ơi. Alo alo. À mấy bạn đang là một trong những người coi livestream sớm nhất trong buổi tối ngày hôm nay luôn nha. Nên nếu mấy bạn có quên, mấy bạn chưa có bấm like video á, thì mấy bạn tiện tay mấy bạn cho mình xin một like video ha. Coi như đó là lời động viên, sự ủng hộ thầm lặng của tất cả các bạn dành cho mình trong buổi tối ngày hôm nay. Hello bạn Vũ Trần Minh nha, chào fan, hello ông già, chào bạn Mẫn Nhi Đặng nha, hello fan. Nay bài đặt livestream ở bên YouTube nữa trời ơi. Không nha, hôm nay là buổi livestream duy nhất của YouTube nha các bạn ơi. Tại vì bình thường Hiếu livestream thì Hiếu sẽ livestream trên Facebook chứ không có livestream ở YouTube. Nhưng mà hôm nay là một trong những cái buổi livestream mà kiểu như là kiểu livestream talk show đó mà ha, để dành riêng dành tặng cho ha những bạn nào mà bình thường mấy bạn hay lắng nghe những cái câu chuyện của Hiếu trên YouTube, hoặc là mấy bạn hay coi những cái video của Hiếu nhưng mà chưa có dịp Hiếu gửi lời chào cho tới mấy bạn trong buổi trong mấy cái sao tự nhiên cái hôm nay tôi livestream ở YouTube tôi bị rung đó mấy fan. Bình thường á tôi là một người livestream cũng rất là lâu rồi nha, tôi livestream là chắc cũng phải 5 năm mấy rồi đó, 5 năm mấy 6 năm rồi á, mà tự nhiên cái giờ cái về lại ngôi nhà livestream ở YouTube cái tôi bị rung mấy shop. Hello bạn Mến Danh nha, chào fan, hello anh Hiếu, anh chào bạn Taku MC nha, chào fan, chào bạn Đầy Dương nha, hello em, hello bạn Vi Nguyễn, chào bạn Đạo Hữu Trần Hữu nha, hello shop. Hello bạn Trương Thế nha, hello em, anh chào em như không chào em đi anh. Hello bạn Bảo Minh Phạm nha, anh chúc cho em hả luôn luôn sống trong ánh sáng của mười phương chư Phật. Anh chúc cho em luôn thấy được ánh sáng của Đức Phật cũng như là Ngài sẽ luôn bảo vệ cho bên cạnh bên em ha. Hello con Phát Kem Minh nha, hello bà, hello bạn Thiên Bảo, hello bạn Thiên Bảo Nguyễn Trường nha, chào shop anh Nhon, anh Hiếu đặt cầu. Thôi đừng có chê cái tóc của tôi nữa mấy shop ơi, ở bên Facebook mọi người chê tôi nhiều lắm rồi đó, tôi qua bên đây hả, qua bên đây để chào sân mọi người mà mọi người nói vậy tôi nữa chết tôi luôn. Chào em luôn anh, chào bạn Xin Cung Heo nha, hello fan, trên này thì không sợ bị ba nạt, chào cầu Lộc Ba Lên nha, hello em. Hello con Duy Nguyễn nha, chào fan, chào bạn Nẹt, hello bạn Bê Thi nha, hello bà, mít mờ qua shop ơi, cái mít của tao nó chưa đủ tàn nữa hả shop. Bà có thấy cái mic của tôi bây giờ nó tới cái mức mà tôi phải cọp luôn, nó dày luôn nè, mà vẫn chưa đủ tàn nữa hay sao mà còn mờ nữa, kênh mờ lên mờ xuống. Hello bạn Si Đôn nha, hello bà, bên này hiền quá cục vàng ơi, chứ phải muốn sao muốn giữ dằn sao sớm. Má muốn la ó gầm gú lên hay sao? Để từ từ, để cho một xíu ha, để ha. Để cho người ta từ từ người ta làm quen, dầu gì hết cũng là chân yếu tay mềm liễu yếu đầu tơ chứ bộ.
giới thiệu với lại tất cả các bạn nào mà coi cái livestream này mà các bạn chưa có biết tới cái người bạn mà thường hay thường xuyên hay đồng hành với lại Hiếu trên kênh livestream thì bạn này tên là Bò nha mọi người ơi. Thì hôm nay là tại vì là bình thường trên Facebook thì tôi không có cho bạn Bò bận quần đâu, nhưng mà livestream ở bên YouTube thì tôi sợ mọi người nhìn nó sợ đuôi con mắt mọi người nên là cho bé Bò của mọi người bận quần nha, không có nó lòi cu má. Ủa bên YouTube mình nói tục mình có bị ban không? Ở bên YouTube á, mình nói tục và chửi thề mình có bị ban không? Shop lỡ nhưng ha, tôi lỡ miệng tôi nói chuyện tôi nói tục chửi thề cái tự nhiên cái kênh livestream này cút luôn không? Có khi nào tự nhiên cái đang livestream vậy cái hả bạn đã bị gì luồng phát video trực tiếp hiện tại đã bị tạm khóa cho bạn nói tục chửi thề ha, do chủ kênh cái mỏ hỗn quá nên luồng livestream này đã dừng lại tại đây má. Vẫn có à, sau lần đó tôi nghe là cái ở YouTube nó mở thoải mái hơn rồi mà shop. Hello con Mui nè cô nha, chào fan, chào bạn Bích Trâm nha. Hello em, không đọc comment của tao là tao cho bay à. Ôi sợ quá. Phải ban nó thôi. Hello bạn Hào Xui, hello bạn Hào Xui Chi nha, chào fan. Gào thét tên em đi anh ơi. Sóc Trăng Sola. Hello con Kiran nha, hello fan. Hello bạn Kim Quanh 8 tháng 3 nha, hello bà, sao Kim Quanh 8 tháng 3 đặt tên cái đặt cái nguyên quốc tế phụ nữ vô đây vậy má? À bé Thỏ vô kênh livestream anh, bé Thỏ nó nhỏ xíu à shop ơi, nó còn trẻ lắm shop. Trời ơi là trời. Mấy đứa nhỏ đồ này nọ đó nó làm gì nó biết nói đâu mà ẵm nó vô đây làm chi. Hồi đó nhà tôi có bé heo, nếu mấy bạn nào chưa biết thì bé heo đó là cháu của tôi ha. Mà mấy bạn biết á, ông bà xưa của chúng ta là có cái gì, là có những cái chẳng hạn như là những đứa trẻ thì nó cần phải được cái này được cái kia đúng không, thì cái lúc đó là bé Thọ ơi, bé heo lúc vừa mới đẻ ra đó còn có chút xíu à, mới có một tuổi một à, cái mẹ tôi ẵm bé heo ra ngoài phơi nắng để cho bé heo tiếp thu cái vitamin của ánh nắng mặt trời đó cho da với lại xương của bé cứng cáp đó. Thì đang phơi vậy đó, xong bà bảy đi ngang qua, bảy đi ngang qua bảy nói ôi con này là cái con gái của con Thảo đây hen, trời ơi dễ thương quá, để lại cho nựng xíu coi nè, đây bảy nè con, cho bảy nựng cái đi, nói đi con, nói đi con, kêu bảy đi. Nó mở miệng ra nó nói con cạc cái sách cái lồn chạy tám hướng. Sao hay vậy quá, hay gọi dễ quá. Tôi ghét nhất là không ai gọi là ghét nữa, mà những cái người có bao giờ tự nhiên vô tình cái mình trở thành người xấu trong cái câu chuyện của cái người mẹ nào đó chưa? Tự nhiên như không có mình đang đi nha, mình đang đi bộ như bình thường vậy đó, mình đi cái kiểu đó, cái mình đi tới cái mình gặp một bà mẹ đang nút cho đứa con ăn đi ha. Xong mình đi ngang qua nói con á, con ăn vô lẹ đi chứ con không ăn á, lát nữa cái chú đó hay chú giành ăn của con đó. Đúng rồi, con nha, giờ con bú lẹ đi chứ con mà không chịu bú lẹ đó, lát nữa chú bú luôn đó. Hello con Cảnh Hip Hop nha, chào shop, chào bạn Kim Ngân Nguyễn nha, hello fan. Đọc cái comment hồi xưa của em đi anh. Mày comment hồi năm nào vậy con đỉ khùng này, hello con Nam Hoàng nha, hello shop. Chào tới cái coi con đỉ lồn ơi, hello con Như Phượng nha, hello đỉ lồn Như Phượng. Hello bạn hồi hồi trên đây mình phải tém lại, mình hạn chế xíu. Dầu gì á, tuy á là ở bên YouTube livestream thoải mái, tuy là mình có thể chủ thề đi nha, nhưng mà cái dầu gì mình cũng là cái người của công chúng mấy mà. Đồ mà tôi nói thiệt với mấy ông lên trên Google đi, mấy ông gõ Hiếu mấy ông gõ Hiếu Lê Bình Lan ra trên đó, mấy ông sẽ thấy những cái bài báo chẳng hạn như là từ một thanh niên nghiện game online trộm tiền của mẹ đi chơi net hàng ngày vươn lên trở thành streamer triệu người theo dõi. Cộng thôi là mấy ông sẽ coi được những cái bài báo chẳng hạn như là những buổi livestream của anh chàng Hiếu Lê Bình Lan này luôn luôn được hàng chục ngàn người theo dõi. Có cái nịt, chỉ còn có cái nịt thôi. Hello bạn Bảo Minh Phạm nha, chào shop. Em đang học khóa, anh học không? Thôi thôi Như Quỳnh ơi, tao hết cái thời kỳ đi học rồi, mày tha cho tao đi Như Quỳnh, để tao cảm ơn mày. Hello con Conan Cute nha, chào fan, chào bạn Hiểu. Hello bạn Hữu Đức Nguyễn nha, chào shop. Anh vừa chơi hay nè, vừa đẹp trai, cũng hát hay, yêu fan luôn đó. Cảm ơn anh nha, những gì anh đã làm nhiều lắm nha. Anh Hiếu thứ hai không có, chỉ có Hiếu Lê Bà Lan. Ôi trời ơi dễ thương, dạ cảm ơn Vin đây rất là nhiều nha. Không quen má, chữ đi quen chứ nói chuyện bình thường thì không quen. Đổi mic đi shop ơi, shop gào thét tên em đi shop. Mẫn Nhi Đàn, chào tôi con ông già, chào shop, chào bạn Nguyễn Bi nha, chào fan, chào bạn Lê Minh Hoàng Ngôn nha, có lớp fan. Chào em một lầm coi, một lầm coi là cái gì vậy con gia sĩ ơi, hơn một năm rồi mới xem lại like, có lớp bạn Tuyết Nga Trần Thị nha, chào shop. Không, tính ra là tôi live stream ở trên YouTube là khoảng năm 2018-2019 đúng không, nhưng mà tới bây giờ thì tôi mới có một cái buổi chào sân lại hẳn hoi với lại tất cả các bạn trên YouTube. Thì bình thường trước giờ thì Hiếu livestream là Hiếu livestream ở Facebook, nhưng mà Hiếu sẽ không có livestream ở YouTube đâu mọi người ơi, tại vì Facebook là cái tôi like nó cũng quen rồi. Hôm nay chỉ là một buổi livestream đặc biệt tôi dành cho tất cả các bạn ở trên YouTube thôi. Cho nên là nếu như mà mấy bạn nào mà mấy bạn mong muốn Hiếu livestream ở YouTube thì Hiếu hẹn mọi người ở một cái dịp khác, khi nào mà tôi sắp xếp được thời gian tôi sẽ cố gắng tôi livestream sang khẻ ở nhiều nền tảng hơn nữa. Tại vì hiện tại thì Hiếu nhấn thân theo cái con đường gamer rồi mới sắp.
À, dạo này á, tôi đi theo cái con đường á, làm gamer rồi chứ không có chơi game không nữa. Giờ làm gamer thì rồi, giờ là ngày đi tập là khá 3-4 tiếng đồng hồ luôn á, tập riết con chuột bự như là shop. Mấy bà hàng xóm của tôi hồi đó mấy bà đồn tôi gamer, giờ mấy bà đồn đúng rồi đó má. Hello con Amon nha, chào fan VTV vô kìa, Thùy Mỹ nít na lại coi shop. Hello Minh Đức nha, hello fan. Giả bộ tức giận rồi sau đó gào thét tên em đi. Con đỉ mẹ mày quý hoàng. Chào em Đinh Hiếu Lê Lăng, chào bạn Nhân Nguyễn nha, chào fan. Dưới đây câu nào đúng? A. Gà xào xả ớt. B. Gà xào xả ớt. C. Gà xào xả ớt. D. Gà xào xả ớt. Cái này là tới bắt chính tả hả má? Gà xào xả ớt viết đúng sao tôi cũng không biết luôn á. Múc bang xương xa xương xăm sáu lũ với lại mật ong đi shop. Rồi đâu ra shop? Anh Hiếu ơi, cho em xin địa chỉ của nhà anh đi, em bắn xe rồng qua chở anh đi chơi. Mày chở xe rồng xe vụn qua đây mày hốt tao đi hả má, con điên này. Hello con Quế Chân Trần nha, chào shop nhớ hồi xưa ghê. Hello bạn Eva Morgana nha, hello em. Chào bạn 04A.Hào nha, chào shop. À, em từ năm 2018 đi vượt thời gian lên năm 2023 để xem live anh Hiếu. Nó phải chi nữa mà. Nếu mà tính ra là năm 2018 mà Hiếu cũng có điều kiện live stream giống như bây giờ thì thật sự phải nói là hồi đó là nếu mà mấy bạn nào mà coi livestream của tôi vào lúc năm 2018 thì chắc chắn mấy bạn sẽ không thiệt thòi với lại những người khác một tèo đồng hết. Giờ năm 2018 thì Hiếu nhớ là năm 2018 là Hiếu livestream là Hiếu còn phải livestream ở tiệm game nữa. Hoặc là Hiếu livestream ở dưới cái không gian bếp đúng không mọi người? Là khoảng tầm đó. Nhưng mà tới bây giờ thì mấy năm rồi? Bây giờ thì 5 năm rồi. Nhưng mọi người thấy tôi biết ở đây là có rất là nhiều các bạn, mấy bạn sẽ nói là có gì đâu anh. Thì theo thời gian từ từ thì mọi người biết đến anh thì anh phải vui vẻ với lại cái nỗ lực, hoặc là vui vẻ với lại cái những gì mình đã làm. Thật ra tôi luôn luôn là tôi suy nghĩ theo cái thiên hướng đó hết mọi người. Trong cuộc sống này những cái chuyện mà mình làm là phải gọi là sao ta? Những gì mình đã từng làm rồi thì mình không cảm thấy hổ hẹn một xíu nào hết. Mặc dù là mình có làm khùng, làm điên hay là làm cái gì đó gì hết, nhưng mà không sao, chủ yếu là mình ok, là mình ok. Chửi thề đi shop ơi, hồi sợ shop quá shop, sợ chủ thề cứ lên VTV quá shop chết luôn shop. Ê mày chào tao thử coi, chào tao cái coi, chào con Lê Huyền nha, chào fan. Em luôn ủng hộ anh và không bao giờ quay lưng lại với anh đâu nha, anh Hiếu thứ hai. Không ấy á, mai mốt mà Nhân Nguyễn á, em ơi, mốt mà em có đi coi mấy cái show nào của anh Hiếu thứ hai á, không ấy em giới thiệu với anh đi ha, để anh với em á, hai anh em mình đứng tựa lưng nhau đi, khỏi bao giờ quay lưng lại với anh Hiếu thứ hai của em hết nha. Hello bạn Cẩm Trần nha, chào shop, không có super chat à. Cái super chat đó là cái gì ta? Hello bạn Phạm Khánh nha, chào fan, chào bạn Nóc Rat Bin DR nha. Hello bà, làm khùng làm điên rồi có biết làm hóa không anh? Không, má hồi xưa tôi đi học hóa dở lắm á. Mà hồi cái lúc đó là đi để tôi kể với mấy ông nghe về cái thời tôi đi học nha. Hồi cái lúc mà tôi đi học hóa đó, thì cái bà cô dạy hóa của tôi là cô tên là cô Tiên. Mà cô là dáng người của cô kiểu như là cô rất là đô đó, cho nên là bình thường mà làm bài không được hay là cái gì đó đó là cô hả, cô đánh. Mà mấy ông nghĩ đi, cỡ dáng mà cô ấm ấm á, cô đánh mình thì mình không lo nha. Mà cô hả, dáng cô hả, be đó, cho nên là cô đục cái nào là cút cái đó. Hồi trước đi học sợ lắm má, hồi trước đi học hóa sợ lắm. Nhưng mà những cái ngày giảng bài á, những cái mở bài của cô vô giảng hóa, cô có kiểu cô làm hoài. Hay vô cái là hay, ôi chết rồi các em ơi, hôm nay á cô đi làm á, mà cô đi làm sớm quá, cô đi dạy các em sớm quá, cái cô quên nữa, hôm qua á cô có gỡ ba cái nhãn dán của ba lọ mất nhãn này ra nè, cái sáng cô dạy cô quên á, cô quên dán lại á, thôi giờ các em á giúp cô phân biệt đi nha. Xong cái hả, chết rồi mấy đứa ơi, giờ hả cô có ba cái lọ mất nhãn này nè, mà giờ hả cô á, trời dạo này cô lu bu quá, cô lớn tuổi đó, cô không nhớ kỹ nữa đó, thôi giờ hả các em á giúp cô phân biệt ba cái lọ mất nhãn này đi nha. Con kiểu rồi cũng mới dạy hoài, ngày nào cũng vô cũng dạy hết trơn, không bao giờ đổi kiểu luôn nha. Không bao giờ đổi kiểu hết, giảng mà từ hả bộ trưởng bộ quá cho đến là cả những cái cô giáo thầy giáo bên dưới luôn cũng có một kiểu mở bài giảng hoài. Em hâm mộ anh Hiếu lâu lắm rồi, 30 năm, tao có 24 tuổi, mày hâm mộ tao 30 năm, mày hâm mộ tao từ lúc tao còn là con tinh trùng khuyết tật cái má. Trồng cái chuối rồi chào em đi anh, tràn lề rồi tràn lề, có cái content nào mà nó ỉa chảy hơn xíu, lộn, có cái content nào mà nó đỡ hơn xíu được không em? Tôi kể cho mọi người nghe về cái trải nghiệm kinh hoàng của tôi khi đi tập gym rồi mới giúp. Tôi vừa mới tập gym thôi, tôi vừa mới tập gym được 3-4 ngày thôi nha mọi người. Cho nên là tôi kiểu như là tôi là một cái mầm non, một cái chòi non của cái chỗ tập gym á. Nên là tôi đâu có biết gì về mấy cái máy tập gym đâu. Ở đây á, nếu như mà có mấy bạn nào mà đang coi cái livestream này á, mà mấy bạn chưa có bao giờ mấy bạn bước vô tiệm tập gym, hoặc là mấy bạn chưa bao giờ mấy bạn đi tập gym á, thì đây sẽ là cái câu chuyện để cho mấy bạn rút kinh nghiệm, cũng như là mấy bạn có thể chia sẻ lại cho những cái người bạn tập gym của mình, để họ cũng có thể họ rút kinh nghiệm luôn.
ngày hôm qua là cái thằng bạn của tôi là nó là tập gym rất là lâu rồi và nhìn người của nó rất là đô nha. Cái nó chỉ tôi là tập tạ tay, tập tạ ngực, tập hết tất cả cái kiểu tạ rồi đó. Sau đó nó chỉ tôi qua tới tập tạ chân. Tập tạ chân á thì tôi mới tập được hai máy à. Một là cái máy là mình đỡ đạ đây nè, mình để xuống là để cho cái bắp dế của mình nó lên cơ là một nha. Một cái kiểu tập tạ khác nữa đó chính là mình phải đẩy ơi từ nay có bận buồn xì mấy shop, mình phải đẩy hai cái chân mình lên á. Mấy bạn nào mà coi mà tự nhiên thấy cái gì lủng lẳng thông cảm nha mấy shop ơi, để tôi kể cho nó chân thật á. Đây nè, hai cái giò nha mấy shop, mình phải đẩy nè, mình đạp lên. Thằng bạn tôi nó chỉ tôi, nó nói với tôi vậy nè, mày nghe tao nói cho kỹ nè, cái lúc mà mày đẩy lên á mày phải hít vô, cái lúc á mà để nó tuột xuống mày thở ra, nhưng mình phải giữ lại một miếng hơi nha, mày giữ lại một miếng hơi đó chứ không thôi là láng nữa mày không có sức mày đẩy lên đâu, nhớ kỹ nha. Rồi sau đó mày tập trung để hết sức mày đẩy cái miếng tạ nó lên thôi là được. Nó nói với tôi vậy, nhưng mà nó không nói với tôi là nên đi ỉa chứ. Tôi nói tới đây thì mấy bạn cũng hiểu là chuyện gì sẽ diễn ra rồi đúng không? Thì cái lúc trước khi đi tập gym á thì tôi ăn bún bò, mà người ta nói là trước đi khi đi tập gym thì đừng nên ăn no quá, nhưng mà tôi ốm mà mọi người tôi đói á, cái là tôi cần phải ăn trước để tôi có sức á mấy shop. Nó dặn tôi rất là nhiều thứ nha, nhưng mà nó không dặn tôi đi ỉa trước, thì tôi vẫn đang nhịn như bình thường á mấy shop. Xong cái tôi đẩy cái tôi kiểu như là mình phải giữ hơi lại, đẩy xong cái mình đẩy lên đẩy đó, xong nó bị nhiễu mấy shop. Cũng hên một cái là tôi có bận quần xì nha, chứ nếu mà lỡ tưởng tượng tới cái cảnh tượng mà tôi không có bận quần xì mà nó bị nhiễu ra một cái đi, rồi mai mốt tôi đi vô trong tiệm tập gym đó người ta đuổi tôi luôn. À em ơi, em phải hiếu lê lặng không? Ừ, về đi em. Tao đóng đèn tập gym 290.000 đó má, chứ không có đùa đâu. Hello con Leo Gamer nha, có đâu bà sao tóc như cái đầu bùi vậy? Đừng có để ý tới cái tóc tôi nữa, tôi khổ quá. Cái tóc tôi là hôm bữa đó là cắt ở trong cái cái bữa hôm nay là không phải là trong cái barber shop nha, nhưng mà cái trước khi để cái tóc này là cái tóc kia của tôi là barber shop. Mà mấy ông biết tôi là ở dưới quê, tôi là nông thôn, tôi ở Bình Chánh, mà hiện tại tôi đang vẫn ở Bình Chánh. Mấy ông có bao giờ mấy ông thấy một cái barber shop mà nó mở trong hẻm chưa? Cũng thằng em tôi lanh lắm, kêu quá trời anh Níu ơi đi cắt tóc đi nè, mới mở barber shop kế bên nhà mình nè, thấy ra đây Níu ơi em chở Níu đi cắt, em vừa mới cắt xong cũng ok lắm. Mà cái lúc nó qua nó chở tôi nó đội nón má nên tôi đâu có nhìn thấy cái đầu nó đâu. Xong đẩy vô trọng cái nói em ơi giờ cắt cho em cắt sao, nói anh cắt sao mà anh thấy nó đẹp đẹp với lại nó ra form cho em là được. Cái nói rồi em cứ yên tâm đi anh cắt cho. Ông cắt tao xong một cái một mày 3-4 ngày tao không dám ra đường luôn. Hello con sóc tan Sola nha, có đâu bà mẹ Hiếu tên gì vậy? À, tên Huệ, ba tôi tên Sinh. Mấy ông coi gõ cửa trong nhà thì sẽ có thấy giới thiệu luôn. Cháu của tôi Hiếu tên là bé Heo nha sóc. Hello con Thảo Duy nha, chào xem, chào fan chứ. Hôm qua em thấy cái chị kia dắt xe đạp mà dắt không có được nên em chạy cái xe giùm chị đó về nhà luôn anh. Tụi mấy sao chị nào mà xấu số như trời, con Leo Gamer này nói chuyện mất dạy thiệt sức. Nó kêu là hôm qua nó đi nó gặp cái chị đó chạy xe, chị đó dắt không nổi nên là tranh thủ nó chạy xe chị đó về nhà giùm luôn. Rồi mày đi ra đầu thú trước đi, công an nó kiếm mày. Hello con An Bảo nha, chào shop, chào con Linh nha, hello bà, hello bạn Đông Ba Lượng nha, chào fan. Gào thét tên tôi luôn đi ông già ơi, Nguyễn Bi. Hello bạn Thuần Phong Nguyễn Sĩ nha, chào shop. Alo alo 1234 alo, Trang Miếu Ba Lan có bà gửi là chào đến tất cả các bạn nào đang coi livestream mình trong buổi tối ngày hôm nay. Như mọi người thấy thì hiện tại cái bản chat ở trên đây thì nó rất là dài và nó rất là liên tục, cho nên là nếu mấy bạn có comment mà hiếu nhất thời không có thấy được bình luận của các bạn á thì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình ha. Còn mấy bạn nào có lòng tốt, mấy bạn muốn donate ủng hộ hoặc là mấy bạn muốn đăng ký super chat gì đó giống như bạn nào nãy nói đó thì Hiếu rất là cảm ơn về cái tấm lòng đó. Nhưng mấy bạn có thể ủng hộ Hiếu bằng một cách đơn giản thôi, đó chính là mấy bạn hãy bấm like cái video trong cái phiên livestream một trong buổi tối ngày hôm nay, coi như đó là cái lời ủng hộ cũng như là cái lời động viên, cái sự ủng hộ thầm lặng của tất cả các bạn dành cho mình trong buổi tối ngày hôm nay trên YouTube nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hôm nay chúng ta làm talk show cho nên là tí nữa cái sắp tới thì tôi sẽ chia sẻ cũng như là kể chuyện cho mọi người nghe nên là thoải mái nha mọi người ơi. Hello bạn Khanh Lâm nha, hello em, chào con Nam Võ nha, hello bà, bé Tèo, anh Huệ, chị Heo, đâu anh Níu ơi, sao mày kể ngược ngạo gia đình tao vậy má, anh có like chơi game trực tiếp trên YouTube không anh? À không, anh không có like, anh đâu, anh lười live stream lắm thật sự, anh chỉ live stream ở trên Facebook thôi nha. Tôi live stream ở trên Facebook là một ngày tôi like 2 cử mà tôi up lên up xuống đây, để sắp tới đi tôi sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ live stream sang kẻ ở YouTube với lại Facebook, nhưng mà Hiếu cũng chưa biết là khi nào nữa. Bây giờ thì nếu mà mấy bạn mà muốn coi live stream đa số thì mấy bạn sẽ tìm Hiếu được tại Facebook nha mọi người ơi. Còn ngày hôm nay là một buổi livestream đặc biệt dành cho YouTube.
Hôm qua em cũng nhặt được cái bịch neon trước nhà của anh, về mở ra thấy 20 triệu và có một cái bố cần sa để em trả lại. Thôi cần sa thì khỏi cần trả lại nha em, cái đó là của em rồi đó. Chào em cái coi anh Hiếu ơi, em fan của anh 25 năm rồi, vậy em chửi thề như hát đi anh Hiếu ơi. Chửi thề gì? Tôi từ đó giờ tôi không biết chủ thề là gì hết trơn á mọi người ơi, mọi người nhìn cái mặt tôi uy tín không? Chủ thề gì đâu má. Hồi đó trong xóm tôi hay sống gần chợ đó, cho nên là mấy đứa nhỏ trong xóm tôi nó kêu tôi là thằng đầu bùi xó chợ. Tôi có rất là nhiều cái câu chuyện cũng như là kỷ niệm ở chợ đó, để tí nữa tôi kể cho nghe. Hello bạn Kim Vũ nha, chào fan, hôm nào anh kéo em chơi Valorant đi anh Hiếu ơi. Tao bắn Valorant rất là ngu, mày kêu tao kéo mày múc nhau không anh Hiếu hay không? Đó giờ tôi sợ quýnh lộn lắm shop. Hello bạn Bá Hoàng nha, hello shop. Vô YouTube tôi nghe nhạc đi. Hello bạn BT Beat nha, cảm ơn em. Hello bạn Con Bò nha, chào shop, nín thở đi anh Hiếu ơi. Nín thở từ giờ luôn nha. Mình tính từ giờ luôn nè, rồi xong cái mình livestream á, mình nói với lại tất cả cái bàn với lại cái tông giọng này luôn. Mình khỏi cần thở ra, mình giữ lại cái hơi bụng mình đây nè, rồi đó mình tương tác với mọi người, cái lát nữa mình cút mình về với đất mẹ mình luôn. Lát đang livestream vậy xong cái xe rồng xe rắn cái tất cả mọi người chạy vô kéo tao, cái lấy miếng vải cái trùm lên mặt tao, hỏi bị gì vậy, nói đừng bao giờ khinh thường người khác. Hello con Kiên Đỗ nha, hello bà, chào anh Hiếu Hồ Quang, chào bạn Thành An Đỗ nha, hello em, thay mặt anh Hiếu Hồ Quang, hello má. Cơm gì không chế biến nhưng vẫn ăn được không phải là cơm chó. Cơm gì không chế biến nhưng vẫn ăn được. Cơm gì không chế biến nhưng vẫn ăn được. Cơm nắm. À đâu, cơm nắm phải chế biến chứ. Ủa cơm nắm đâu cần chế biến đâu đúng không? Cơm không. Ủa đâu phải cơm gì không chế biến. Nếu mà không chế biến sao ra cơm á? Combo. Cơm gì không chế biến nhưng vẫn ăn được là cơm gì trời? Không suy nghĩ ra luôn á má. Cơm dừa. Cơm dừa là cơm gì ta? Cơm chó, nó nói không phải cơm chó rồi. Cơm thêm đi xin. Không, phải chế biến mà, phải chế biến mới có được. Cơm mít sầu riêng là cơm gì má. Hello con Tiên nè nha, chào em. Anh ơi, vô trong siêu thị mua cô tét rồi sau đó anh đi lại gần cái chị kia, cái anh ướm vô thử đi anh, rồi hỏi chị đó có ấm không. Mấy ông ơi, mấy ông, tôi nói cho mấy ông nghe nha. Mấy ông nào mà mấy ông ở đây á, mấy ông nên là kiểu như là nên học hỏi nhiều cái đi nha, để sau này kiểu như là đỡ bỡ ngỡ đi, bớt ngố giống như tôi á. Tôi á thì từ nhỏ tới lớn á, đa số là mình chỉ có coi phim đọc truyện với lại coi hoạt hình không à, cho nên là tôi không có biết gì về mấy cái trải nghiệm những cái đời đồ này nọ cái kiểu đó. Thì tới lúc mà tôi 18 tuổi á thì tôi mới đi bán ở trong siêu thị Bách Hóa Xanh. Cái lúc đó bán ở trong siêu thị Bách Hóa Xanh á thì tôi có lên một số cái mặt hàng, chẳng hạn như là nước ngọt, sữa hay là sữa tắm hay là dầu gội cái kiểu đó, thì tôi có lên thêm một sản phẩm nữa, nó chính là băng vệ sinh. Cho nên đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết băng vệ sinh là như thế nào. Đúng không? Cái lúc đầu tiên tôi lên hàng á, cái băng vệ sinh nó ghi là vậy nè: băng vệ sinh Cotex 8M. Đủ, tôi từng nghĩ trong đầu tôi á, 8M là cái miếng băng vệ sinh nó ghi 8M là nó dài 8m mà. Ban đầu á, tôi ngu tới mức tôi đâu có biết đâu. Tôi tưởng cái miếng băng vệ sinh á, là người ta dán trực tiếp lên da người ta luôn á. Cho nên nhiều lúc tôi cũng thắc mắc ở trong đầu tôi, ủa nếu mà băng vệ sinh đó người ta dán trực tiếp lên da của người ta đó, vậy cái lúc mà người ta muốn đi xè xè đi tè đồ này nọ cái kiểu đó, chẳng lẽ người ta phải dở ra gỡ vô vậy sao? Thì lỡ vậy nó dính lông sao? Xong sau này cái tôi mới biết là cái miếng băng vệ sinh đó người ta dán vô trong cái quần. Tôi nghĩ là dài 8m đó là dài 8m, là mình chỉ xài chứ đâu mình cắt ra khúc, mình xài mình cắt ra khúc, mình xài mình cắt từ từ, mình cắt từ từ, mình cắt từ từ, mình cắt tới khi nào xài hết 8m thôi. Tôi lanh lắm, tôi đi tôi tư vấn cho các bà chị đó. Thì ở trong văn hóa của bán hàng Bách Hóa Xanh là sợi lợi, là khẽ mà kiểu như là ai mà đang đứng thì mình sẽ lại mình tư vấn hết. Cái chị đó đang đứng ngay cái quầy băng vệ sinh đó, cái tôi lại cho nó: trời ơi, chị yêu ơi, chị yêu ơi, bên siêu thị em á vừa mới về một mặt hàng chị ơi, băng vệ sinh dài 8m. Nghe bà chị mới nhìn tôi, có thiệt là 8m không em? Bà nhìn tôi với một cái ánh mắt đầy hoài nghi nha. Xong cái hả tôi dẫn bà tới, cái tôi chỉ bà, chỉ vậy nè. Xong cái bà cười, tôi cũng không biết sao bà cười nữa. Cái lát bà quản lý đi ra, bà mới nói cái gì mà băng vệ sinh dài 8m vậy Hiếu? Này nó ghi nè em, 8m là 8 miếng á chị. Cái này vừa mới về nó mua được khuyến mãi nè. Ai biết đâu, tưởng băng vệ sinh dài 8m mình xài mình cắt tự vô. Không có biết. Hello con Tuyết Tương nha, hello bà, chào bạn Trần. Hello bạn Trần Huỳnh Hồng Dân nha, chào fan. Gào hét tên em đi mà. Tô Đền. Ha ha ha, bà cười bởi vì mày, vì con cu. Cái tóc của tôi vậy mà nó cứ chê lên chê xuống hoài. Màn đét ơi, chào con cái coi trời ơi, chào con cậu Lập Ba Lem nha, hello con. Hello bạn Triệu Lavagat nha, hello shop. Hôm qua em thấy anh đi giật đồ lót của bà Bảy. Mày nói bậy nói bạ cho tao nó đi hà. Tôi nói thiệt với mấy ông á, tôi là sống ngay thẳng không bao giờ gọi là sợ gì hết trơn á, đầu đội trời chân đạp đất.
những cái người mà tôi sống tốt tới mức, thậm chí là những cái chị, những cái cô nào đó mà sống gần nhà của tôi á, mà làm ở trong mấy cái xưởng á, đi làm mà khoảng là sáng làm chiều mới về kịp á, nhiều lúc người ta phơi quần xì áo vú phơi ngoài á, mà trời mưa á, người ta lấy vô không kịp á, thôi tôi lấy vô giùm, tôi bỏ đầy tủ nhà tôi nè, nhưng mà tôi quên trả thôi. Tôi sống tốt vậy mà sao hả, cứ đổ quan cho tôi hoài vậy trời. Hello con Nguyễn Nghĩa nha, chào fan. Dầu gọi đầu đội trời, chân đạp cất, chân đạp đất má. Anh Hiếu anh kêu chị Huệ đi ăn đám cưới nhà bà Ba Giá kìa Hiếu. Ủa bà Ba Giá là tên mẹ con mà má. Hay ăn đám cưới quá. Hello con Tiêu anime nha, hello fan. Hello bạn 30 Văn Tấn nha, hello bà nhụ nhá mày nhau spam nhảy nhờ mày không nheo nhào nhào nhau. Nhào nhân nhi nhận nha, nhí nhu nhá. Hello con Tiết Trương nha, hello em. Anh kêu thét tên em trong vô giọng và thiểu năng đi anh. Duy là Waibo. 20.000 mày. Chào tôi luôn đi ông già ơi, chào con Yến Lê nha, chào shop, kể về những lần tỏ tình của ông đi ông già. Không, tôi ghét, không phải gọi là ghét nữa, mà tôi rất là nhát yêu đương và rất là sợ. Cho nên là đa số là tôi toàn né tránh những chuyện yêu đương không à. Hello con Đông Mê Phụng nha, chào fan. Chào con Trịnh Mai nha, hello bà, đi chơi gái đi Hiếu. Trời đất ơi là trời. Không bé ơi, chào tao coi, chào con Tham Molly For nha, hello fan. Anh ơi, cái này có gì đâu mà đọc. Vậy thôi block trước đi nha, con đỉ khùng, con Nguyễn Thành Nhân 7A. Con Nguyễn Thành Dân 7A mà mày học trường nào mày không nói luôn đi, để tụi qua tao kiếm cho. Hello con bé Hằng nha, hello em. Em chúc cho anh sống muôn đời bình an, thu tắm tam tai, đông toàn đa phước. Em chúc cho anh muôn đời bình an, đời đời sống an lành, trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật ạ. Cảm ơn em nha. Thiện tai, thiện tai. Em ơi, nhiều lúc mà anh nghĩ anh không biết là tới bao giờ anh mà đi tu, không biết chùa nào mới chứa anh nữa đó. Hello con Đạt Gầy, chào con Lợi Trần nha, chào shop. Hồi trước em chở ráp cho anh. Anh hay đi ráp lắm á. Hello bạn Bảo Lê nha, chào shop. Không, bình thường thì tôi ra đường tôi hay đi ráp nó mấy shop, tại vì tôi không biết chạy xe máy. Và những cái lần mà tôi đi ráp á, tôi gặp rất là nhiều, để kể cho nghe nha. Bình thường tôi đi ráp á thì tôi gặp rất là nhiều những cái bác tài xế hoặc là những cái anh tài xế mà kiểu như là đa số tôi đi một lần á là tôi đi là khoảng tầm gần 1 tiếng 20 phút lần, tại vì từ nhà của tôi mà lên công ty là khoảng 1 tiếng mấy, cho nên là tôi có cơ hội tôi trải lòng cũng như là tôi có cơ hội tôi lắng nghe những cái câu chuyện đời tư của những bác tài đó. Thì tôi đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện rồi. Thì lần hôm đó là kiểu như là tôi hay tò mò đó mọi người. Xong cái tôi hỏi là hỏi một cái chú đó, hỏi chú là: chú ơi, vậy trong cái lúc mình chạy ráp vậy nè ha, thì chú thấy là chú tiếp khách như thế nào á là khó nhất? Cái chú đó mới nói là tiếp khách á, thì chú sợ nhất là tiếp phải những khách nữ đó con. Tại vì con cũng biết á, là nghề tài xế á, người ta chạy xe á, thì người ta phải chạy đường dài, mà người ta chạy rất là liên tục. Có nhiều lúc mới ngồi á, mà khách nữ ngồi đằng sau á, mình muốn dừng lại để mình đứng lên cho mình đỡ cái mông của mình đó con. Nhưng mà khá gì là chở mấy bạn nữ như vậy là chở mấy cháu đó thì chú không dám đứng lên. Tôi nghe cái hả, tôi nghe chú nói cái tôi cũng đồng tình, tôi cũng nói cũng đúng. Thì cái nghề ráp nó cũng phải có một cái khía cạnh nào đó. Xong cái tôi mới hỏi tiếp là: chú ơi, vậy ngoài cái đó ra còn cái nào nữa không? Cái chú nó nói chú còn có thêm một cái trải nghiệm không bao giờ chú quên nữa, đó chính là chở khách hàng say xỉn. Bình thường thì cũng tùy thôi, nếu như mà hành khách á, mà người ta xỉn á, thì mình có quyền mình không có nhận nha. Nhưng mà cái hôm đó là chú chạy tới thì cái ông này ông cũng chưa kiểu gọi là ông cũng chưa xỉn hoàn toàn đâu ha, ông vẫn còn tỉnh táo, và bạn của ông nói là ha, chỉ cần chở ông tới đúng cái địa chỉ đó thôi là ngay nhà ông luôn, và sẽ còn được trả thêm tiền nữa. Cho nên là chú thấy vậy chú cũng nổi cái lòng tốt chú lên á, chú chở ông. Ông ngồi đằng sau chú vậy nè, cái ổng xỉn rồi đó, mà ổng ôm chú cứng ngắc vậy nè, chú quẹo trái cái ổng quẹo qua trái vậy, chú quẹo phải cái ổng quẹo qua phải vậy nè. Có nhiều lúc chú chạy chú rất là khó chịu, nhưng mà cũng may sau những khó khăn á, chú chở ổng tới cái địa chỉ đúng như là cái địa chỉ hồi nãy bạn của ổng đưa cho chú á. Cái chú chở tới cái chú dừng lại, chú nói anh ơi tới nhà anh rồi nè. Cái xong cái ông khách đó mới bước xuống, ổng mới bước xuống cái ổng đứng ổng nhìn cái ổng nói cái gì cái này không phải nhà tao, không phải nhà tao, đéo phải nhà tao, nhà tao đâu có đóng cửa đâu, không phải nhà tao. Rồi giờ sao? Cái manh mối duy nhất mà mình nhận được là đúng là một cái là anh chỉ cần chở cái ông này đến đúng địa chỉ đó thôi là sẽ có người ra đón. Mà bây giờ mình chở tới đúng địa chỉ thì ông xỉn mẹ rồi, ông nói là nhà ông không phải ở đây. Rồi giờ sao má? Rồi giờ sao? Cái tôi mới hỏi tiếp, ủa vậy giờ sao chú? Cái chú đó nói là thì chú cứ chạy theo cái tay ông chỉ đó, mà cũng hên là chú chạy đường xíu nữa thì người nhà đi kiếm á thì kiếm ra. Trời ơi má, chú mừng muốn chết.
Hello con Minh Nhật nha, hello bà, hello bạn Nguyễn, hello bạn Nguyễn Nguyễn nha, ném ông xuống. Ném ông xuống thì ác quá shop. Review nhóm Facebook đi anh Hiếu ơi, đặt cầu ơi. Có review là ngày mai mình sẽ review trên Facebook nha shop. Hello bạn Kim Anh nha, chào fan, chào bạn An Chí nha. Hello em, anh Hiếu bị té biến bao giờ chưa? Té giếng rồi, tôi té giếng rồi nha mọi người. Không phải là tôi hãnh diện hay là cái gì đó mà tôi khoe khoang cho mọi người nha, nhưng mà tôi có một cái cơ hội. Phải nói là tôi có một cái duyên, tôi té giếng hai lần lận. Một là tôi té cái giếng nước, hai là tôi té cái giếng khô. Để tôi kể cho bạn nghe về té giếng nước trước đi nha. Hồi lúc nhỏ đó thì mẹ của tôi thì nói chung là cũng không có giàu lắm đâu, cho nên là không có cắt tóc, không có cho tiền cắt tóc nhiều đâu. Tới khi nào mà tóc tôi nó dài che hết hai cái con mắt luôn á thì mẹ tôi mới cho tôi tiền để cắt tóc. Mà cũng hên là cái lần đó nhờ không cắt tóc nên mới sống chứ không chết rồi. Trước nhà của bà nội của Hiếu ở đó thì có một cái giếng rất là bự, mà ngay cái giếng đó thì có một cái cây xoài đó. Thì tôi hay kiểu như là tôi hay ra đó tôi chơi đó, cái tôi chơi tôi nghịch giếng sao cái tôi té tôi lọt chụm xuống dưới luôn. Mà cái giếng nó cũng sâu lắm nha, mà tôi nổi lên được thì cái đầu tôi nổi lên bờ như nè. Cái ông anh của tôi, ông tên là ông Nghĩa, ông tên là Nghĩa, cái ông kiểu như ông đi ra ngoài á, cái ông nhìn xuống giếng ông nói trời ơi sao tự nhiên á có cái gì nó đen đen ở dưới đây nè. Thế ông cái ông lại gần cái ông mới thấy là tôi, cái ông nắm động kéo lên, chứ nếu mà hồi đó để đầu chọc là chết rồi. Hồi đó mà để đầu chọc là hai giờ lên live stream mà. Hồi lúc tôi còn sống á, tôi cũng hay đi coi giếng lắm á. Là câu chuyện của mình sẽ kể theo cái ngôi là hồi còn sống. Hello con Vi nha, chào shop. Ôi anh Hiếu ơi, chào bạn Tiêu Anime nha, hello em. Chào con nghe Bé Trần muốn có người yêu nha, hello bà, hello con Nạt nha, chào shop. Cái đó là tôi té giếng nước đúng không? Để tôi kể cho mọi người nghe về cái kỷ niệm tôi té giếng khô nè. Té giếng khô mới hài mà, té giếng khô hài lắm, để kể cho. Cái này thì Hiếu nghe mẹ Hiếu kể lại thôi chứ hồi đó cũng lâu lắm rồi cho nên là tôi cũng không nhớ chính xác là hồi nào. Lúc đó là tôi hay chạy ra cái ruộng của bà ngoại tôi á. Bà ngoại của Hiếu là dân Bình Chánh mọi người, cho nên là bà ngoại phải làm những cái nghề nông, chẳng hạn như là chăn bò nè, chăn trâu nè, rồi hả trồng lúa nè, rồi trồng dưa gan, trồng dưa hấu luôn này nọ đó. Thì cái đợt đó là cái mùa dưa gan dưa hấu gì đó, thì bà ngoại của tôi có một cái chòi ở dưới. Làm một cái chòi thì cũng phải có giếng, nếu không có giếng á, nếu mà không có giếng á, lúc mà bị hạn hán á, các bạn không có tưới tiêu được gì hết cho mấy cái cây thì nó sẽ chết. Cho nên là có một cái giếng, nếu mà tới cái dịp mà không có nước á, thì cái giếng nó sẽ khô đó. Cái lần đó tôi nói với mẹ tôi á, là mẹ ơi con chạy xuống dưới ruộng bà ngoại con chơi nha. Mà cũng gần lắm cho nên là mẹ tôi không có đi theo, mẹ tôi để cho tôi đi mình. Mà lúc đó tôi còn nhỏ. Cái tôi chạy sao tới cái chòi đâu có bà ngoại chứ đâu, bà ngoại tôi đang đâu đó không biết nữa. Cái chạy sao cái lọt mẹ xuống dưới giếng luôn. Mà không hồi đó làm gì có telephone. Ví dụ như bây giờ nha, ví dụ như bây giờ mình té mình lọt giếng đó thì mình còn có thể là mình gọi Messenger hoặc là mình gọi điện thoại, mình gọi cái gì đó cứu hộ đi, đúng không? Còn hồi đó làm gì có điện thoại đâu. Té xuống dưới chỉ biết la thôi, chỉ la thôi, la đâu gần được nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ á. Cái mệt quá cái ngủ luôn mà. Cái lúc mà tôi ngủ á, ngủ quên rồi, cái mẹ tôi đi kiếm thôi. Mẹ tôi đi nói khắp sớm hết, tất cả mọi người đều đi kiếm tôi hết trơn á nha. Kiếm quá trời luôn mọi người, đâu có biết tôi ngủ quên với giếng đâu. Xong cái tới tầm chiều á, cái ngủ được một giấc đâu khoảng 3 tiếng mấy rồi đó. Cái xong cái mới tỉnh táo dậy cái mới la tiếp. Cái lúc này cái bà ngoại tôi mới nghe cái kêu cậu tôi hốt tôi lên. Vui không? Không vui à? Câu chuyện này vui mà. Không vui à mấy sớm? Không vui thì thôi. Không vui thì thôi chứ biết sao giờ. Hello con Huy Phạm nha, chào shop. Tao mở Facebook mà YouTube không báo. Mày điên rồi con đỉ khùng. Mà Facebook thì nó thông báo bên Facebook chứ Facebook nào nó thông báo bên YouTube má. Mình bị mất trí nhớ. Rồi cái mình nhớ là mình bị mất trí nhớ. Vậy mình có được gọi là bị mất trí nhớ không anh? Mình bị mất trí nhớ. Mà mình nhớ tới cái chuyện mình bị mất trí nhớ. Vậy cái lúc đó mình có bị mất trí nhớ không? Mày vẫn mất trí nhớ như bình thường. Và tao hỏi mày nè, nếu mày bị mất trí nhớ xong cái tới già cái mày bị cái bệnh lãng quên á, hay quên á, cái mày về già cái mày quên đi mày bị mất trí nhớ, thì lúc đó mày còn bị mất trí nhớ nữa không? Sao hay hỏi ngu quá. À, anh Hiếu ơi, em mua một chai trà xanh không độ á, em về nhà uống cái tự nhiên giờ em đo độ nó không phải không độ, vậy nó là trà xanh không độ không anh? Nó thuốc rầy. Ôi anh Hiếu ơi, hồi nãy em đang ngồi trong xe hơi á, cái con muỗi nó bay vô, cái chiếc xe hơi chạy với vận tốc 400 km/h, vậy cái con muỗi nó đi nhanh hơn em nữa hả anh? Đúng rồi. Con muỗi đó nó bay với cái vận tốc còn hơn The Last nữa. Hello con Phương Nguyên nha, hello em. Chơi Valorant đi Hiếu ơi, hello bạn 28 Minh Quân nha, chào shop. Bình thường Hiếu cũng có chơi Valorant. Hello bạn Dũng Đặng nha, hello bà, hát bài Nothing in your Arizona. Tôi không biết bài đó tiếng người. Hello bạn Lê Phúc nha, chào shop, chào bạn Khải Tuấn nha, hello em. Anh Hiếu gào thét tên em đến Hiếu Ba Len ơi, mai em đi Hà Nội rồi. Đi Hà Nội là đi đâu vậy má? Má đi Hà Nội là má đi đâu? Hello con Đông Quách nha, hello em. Sút bé bò ra khỏi chỗ khác đi Hiếu ơi, thôi đừng. Mọi người đừng có tàn ác với bé bò của tôi vậy được.
Mọi người á, mọi người nhìn nè. Mọi người tuy mọi người thấy bé bò chỉ là một con chó thôi, nhưng mà để tôi kể cho mọi người nghe một xíu là mọi người sẽ có động lòng trắc ẩn của mọi người liền. Bé bò tuy là con chó nhưng bé bò nói với tôi, hôm bữa đó tôi đang ngủ khoảng 1 giờ mấy 2 giờ sáng, cái tôi nghe tiếng lạch cạch, tôi mở mắt ra tôi mới thấy con bò nó đang ngồi nó mở máy tính luôn, coi Vinhe luôn mọi người. Coi Vin sẽ chó. Xong cái tôi lại cái bé bò nó mới nói với tôi một câu đạo lý vậy nè. Nó nói á, nó thề là trong cuộc đời của nó không bao giờ nó bắt cá bằng hai tay hết. Cái sau cái lần đó thì tôi mới tin tưởng mấy bò. Mấy bò là một trong những cái tiếp người là con chó chung thủy mọi người. Nó nói là không bao giờ nó bắt cá bằng hai tay á. Tại nó có một tay à. Thôi đừng có chọc nữa. Tính ra là muốn kiếm mấy bò này hả cũng cực lắm á. Bây giờ mấy bạn có lên mạng mấy bạn mua đồ này nọ thì mấy bạn cũng chỉ mua được hả một cái con bò nhạt nhạt đồ này nọ thôi, chứ mấy bạn không thể nào mà sở hữu một cái con bò mà hả bá cháy bò chét như vậy được. Hello bạn Tuấn Đặng Kiệt nha, hello fan. Nay em đi ăn phở gan cháy xong cái em bị bạn em chửi là sao kỳ vậy? Nếu đi ăn phở gan cháy bị bạn chửi là sao má? Tôi không hiểu má. Hello con con, hello bạn Đoàn Phạm Gia Kim Gia Vi nha, hello fan. Ủa tính lên kiếm video kinh dị của Hiếu mà gặp ông like trên đây là sao vậy shop? À, hôm nay là một trong những cái buổi live stream bất ngờ trên YouTube nha, và nó chỉ diễn ra đúng một ngày hôm nay thôi nha mọi người, trong buổi tối ngày hôm nay. Thì đáng lý á, bình thường á, là cái giờ này là Hiếu sẽ live stream ở Facebook nè, không phải live stream ở YouTube đâu, nhưng mà ngày hôm nay là một trong những cái buổi talk show và Hiếu muốn diễn nó ra tại YouTube là một. Cái thứ hai á là từ hồi trước giờ tôi chưa có màn chào sân live YouTube nào cho tất cả các bạn hết, cho nên đây sẽ là một trong những cái dịp mà tôi có cơ hội để tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, ok chưa? Cho nên nếu mấy bạn nào đang coi cái livestream vào thời điểm hiện tại, mấy bạn nhất thời mấy bạn có quên, mấy bạn chưa có bấm like video á, thì mấy bạn tiện tay mấy bạn cho mình xin một like video ha, coi như đó là lời động viên sự ủng hộ thầm lặng của tất cả các bạn dành cho mình trong buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Hello bạn Mạnh Lê nha, chào fan, còn hút nọc độc không Hiếu? Vẫn còn nha. Mấy bạn nào mà đang coi cái live stream vào thời điểm hiện tại á, nếu mấy bạn có gặp một số cái vấn đề chẳng hạn như là bị trúng độc á, hoặc là bị tồn trữ, bị ứ độc lại một số cái điểm mà gồ ghề á, mấy bạn có thể liên hệ và gọi ngay cho Hiếu nha, để đặt phòng hút độc nha. Bên tôi là có nhận hút độc ưu tiên với mọi người luôn, nhận hút độc tới khi nào mà độc bắn tùm lum thì thôi ha. Giá thì giá mềm thôi, bú sục 50. À, hãy 170, hửi hửi lấy 150 thôi nha mọi người. Có đi combo luôn nha, hai đi hai người tặng kèm một người nha mọi người ơi. Cho nên là nhanh trí để được hút độc đúng giờ đúng nhất nha, để trữ lâu quá độc nó sưng lên cục thấy ghê lắm sốp. Hello con Bảo Minh Phạm nha, hello bà, anh bị té xe lần nào chưa? Bị té hoài luôn á, chứ không phải là bị té xe lần nào đâu. Hồi trước, trời ơi khổ thiệt, tôi kể cho mấy má nghe nè. Hồi lúc mà tôi học cấp 3 khoảng tầm lớp 10 là tôi có tập chạy xe máy để tôi đi đi học. Thì lúc đó là ba của tôi cho tôi chạy một cái chiếc, đó là cái chiếc BD cái ta, cái chiếc BD hay là cái chiếc AD gì đó. À cái chiếc BD đúng rồi. Cho tôi chạy một cái chiếc BD màu đỏ. Xong cái lần này là đã biết chạy rồi, nhưng mà tôi chạy rất là dở. Thậm chí là tới cái ngã tư nếu như mà đông xe quá là tôi phải dừng lại tôi dắt bộ qua đó, là mấy bạn biết cái mức độ nhát xe của tôi nó tới mức nào rồi đó. Cái bữa hôm đó tôi vẫn đang chạy xe bình thường nha má. Tôi chạy xe tới khoảng tầm hả chạy xe để đi về hay đi học cũng không nhớ nữa. Vẫn đang chạy như bình thường vậy đó. Cái lúc này có một cái bà đó, bà bán súp cua. Bà bán súp cua, ta nói mày bà quậy một cái nồi súp cua ha, rất là tần tảo nha. Nay á mình sẽ ráng bán súp cua ở bên cổng trường á cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Nay mình nấu súp cua nè, mình làm thêm gỏi cuốn nữa nè, mình xếp lại cho nó ngay ngắn nè, đồ này nọ. Rồi, hôm nay mình đẩy xe súp cua đi nha. Cái bà đẩy xe đụ má bà đẩy vậy nè. Tao nói thiệt á, tôi nói dốc với ông tôi chết mẹ tôi. Bà đẩy xe, bà đẩy hai tay bà đẩy vậy nè. Bà đẩy cái xe này đó, bà đẩy cái bà đẩy xuống cái dốc. Bà đẩy xuống cái dốc cái từ từ bà đẩy cái hai cái tay của bà xa hai cái đầu nắm của cái xe súp cua ra. Tôi thì vẫn đang chạy xe bình thường ngoài đường nha, cái nó bang từ cái xe của bả đó, bang từ trên dốc bang xuống chạy, cái tôi làm một cái đôn trước mắt của nam thanh niên bận áo trắng, đầu như cái đặt cầu, hiện lên là một hình ảnh đầy rối loạn của cái xe súp cua của cô bán súp cua đầy tần tạo. Mùi súp cua đập sọc vào trong lỗ mũi của anh ta, kèm theo đó là một xíu le loáng len lỏi của những những cái đồ hộp chẳng hạn như ngò rí, nước tương, nước mắm, tương ớt, đồ này nọ. Mùi hương ngào ngạt, bỗng tự nhiên anh ta bị đánh thức bởi một giọng nói. Đụ con đỉ mẹ mày. Bộ mày chạy xe mày không biết nhìn đường hả? Mày có thấy tôi đang chơi xe đẩy không? Mày không biết né. Mày có bằng lái xe chưa? Học sinh ai cho mày chạy xe? Má ở đó vợ.
Hồi đó rất là dở. Bà vừa mới bắt cho tôi một, bà vừa mới bắt cớ tôi một cái một thôi. Bà nói tới cái tình trạng là tôi là học sinh mà còn không có bằng lái xe nữa là bà tiên phát chế nhân rồi. Bà đi năm, bà đi bà đánh phủ đầu mình rồi, đéo dám cãi luôn, ngồi im luôn, ngồi im răng rắc luôn. Xong cái bà nói nha, tao nói cho mày nghe nha, nguyên ngày hôm nay tao mới bán mở màn luôn, tao chưa có bán được một cái nào nữa hết. Tổng thiệt hại ngày hôm nay của mày phải đền cho tao là 2.220.000 đó, 2.100.000 đó. Tôi chỉ tay thẳng vô mặt bà luôn, bà làm tôi cọc rồi. Tôi nói với bà biết bố tôi là ai không? Bà biết ba tôi là ai không? Xong cái tôi gọi ba tôi lên, ba tôi trả tiền cho bà, chứ tôi đâu có tiền đâu. Tại tôi sợ bà không biết ba tôi là ai, hiểu không? Nên là tôi điện ba tôi lên. Ba tôi hốt tôi về. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện tại tôi sợ tôi bị hạ hành kiểm ở trường. Ai biểu mình hả không có chạy xe đạp thì ai lộn, ai biểu mình không có bằng lái xe mà mình còn bận đồ học sinh nữa thì mình thua phải rồi, mình thua bả phải rồi má, cãi sao lại bà đó. Hello bạn con cá của Poseidon nha, con bò nó cắn con cá của em kìa shop ơi, con cá nào của má vậy má, ngày mai review nhóm nha. Ngày mai review nhóm ở trên Facebook nha shop. Anh Hiếu ơi, nếu như mà mình bị thiểu năng nhưng mà mình không biết mình bị thiểu năng vậy, mình có bị thiểu năng không anh? Em ơi, thiểu năng nếu mà em viết không dấu nó chính là thiếu nàng đó shop. Hello con đông quách nha, hello shop, chừng nào mới bán bé đòi bò vậy Hiếu ơi? Mấy bữa cái xưởng bên đó người ta in bé bò không có giống như là cái mong muốn của tôi, cho nên là tôi cancel rồi, tôi không có bán bé bò cho mọi người nữa rồi. Anh Hiếu ơi, em hâm mộ anh Hiếu lắm đó nha, anh Hiếu thứ hai ơi. Em xem anh từ năm 1994. Em ơi, để anh chỉ cho em, mai mốt em comment một cái câu nó vui hơn nữa nè, để tao chia sẻ lại cho mày nha, mày nghe nè. Trời ơi, cái anh này nè mọi người ơi, anh này hát hay lắm, nguyên nhà của tôi nghe nhạc của ảnh từ nhỏ tới giờ mà lớn lên không á, anh Hiếu thứ hai. Bà nội của nó cũng nghe nhạc nữa má. Bà nội của nó tối ngủ cái để nhạc của anh Hiếu thứ hai ngay gần lỗ tai vậy nè, Member Hiếu thứ hai nhờ tụi anh đi cái lòi cu trong thành phố. Bài đó bài liên tục nhưng mà tụi anh chuẩn bị lòi cu trong thành phố. Vô. Xong hay nghe nhạc mà lớn quá. Xong hay hâm mộ quá. Hello con Nguyễn Thanh Tùng nha, hello shop. Vải lòn bé Hiếu like YouTube, chào bạn móc meo và đầu VIP nộp môn nha, hello shop. Giờ lận phao rồi bị bắt thì sao anh? Nếu mà em xài phao mà em bị bắt mà em sợ thì em đâu có ra dáng nữa, em không có ra dẻ nữa, đúng không? Nếu như mà em đã có ý là em quay tài liệu, em đã có ý là em phao rồi, em bị bắt thì em phải thấy đó là một trong những cái điểm, hay phải gọi là cái gì? Có chơi có chịu, đúng rồi, có chơi có chịu má. Hồi đó năm lớp 8 tôi là học sinh giỏi, tính ra là cũng nhờ hai cái người bạn ngồi trên bàn trên của tôi. Hai cái bà đó là hai bà con gái, tôi nhớ một bà tên Trân, một bà tên Dung. Hai cái bà đó quay tài liệu mà tao nói mày quay tài liệu bất cần luôn. Là kiểu như là bình thường giáo viên cũng biết quay tài liệu đó, nhưng mà kiểu như là gái nên cũng không có nói đâu. Hai cái bà đó quay tài liệu, má tôi nói photo á thì photo sao có ý thức xíu thì phải sử dụng cái bộ lão. Má đi quay tài liệu cũng phải biết xài cái bộ lão chứ. Ha, nói là hả ơi chiều nay ha, có kiểm tra một tiết môn sinh á, có học bài chưa? Nó chưa, tao chưa học bài gì hết trơn á, thôi để lát nữa tao đi quay tài liệu, tao đi quay tài liệu, giờ đợi tao xíu nha, đi tao đi photo nhỏ. Đụng tao chưa bao giờ tao thấy ai hết trơn kiểm tra một tiết có ba bài bốn bài thì photo ba bài đó bốn bài đó thôi, nó photo hết nguyên cuốn tập luôn. Rồi xong cái hỏi nó, ôi chỉ photo xong vô chỉ ơi, cái nào, cái bài số mấy, mình đã không biết, mình cũng không biết, mình đưa nó, hay là mình hỏi nó, nó ngồi nó lật nó cũng không biết câu ở đâu hết trơn, nó lật quá trời luôn, xong cái lát nữa đưa mình, phải có cái bộ lão, giờ mà lật tài liệu mà giờ phải còn kiếm nè, giờ phải coi đọc coi câu nào đúng nè. Lấy giờ thầy ơi, cái câu này là bài nhiêu vậy, em kiếm hoài không có. Hồi em dở bài này nè, em nghe chỗ này nè, tao đưa cho thầy coi coi. Trời ơi sao photo tài liệu của tao nhỏ dữ vậy, đọc này của chừng bị cận á. Hello con Duy Bảo nha, cảm ơn em. Anh chơi đắt cái Deptition đi anh, cảm ơn bạn Quân Lương nha, có dịp anh chơi. Anh Hiếu ơi, lòi cái cờ cờ đây kìa, lòi cái cờ cờ là lòi cái gì vậy con Ý Nhi ơi? Ý Như, lòi cái cờ cờ là lòi con bìm bìm hết shop. Sau này anh livestream trên YouTube vậy anh? Hôm nay là một trong những cái buổi livestream bất ngờ và cái livestream duy nhất của Hiếu không biết thì cái buổi livestream sắp tới nó sẽ diễn ra trên YouTube á, là nó sẽ diễn ra trong bao lâu nữa. Nhưng mà cái buổi này là cái buổi livestream duy nhất mọi người, tại vì bình thường Hiếu livestream là Hiếu livestream trên Facebook chứ Hiếu không có livestream trên YouTube. Mà hôm nay là cái talk show, tại hồi đó giờ tôi không có livestream ở trên YouTube để chào hỏi mọi người một lần chính thức đàng hoàng nào đó.
Tôi cũng có làm YouTube và Hiếu thấy cũng có rất là nhiều các bạn coi livestream, mấy bạn coi mấy cái video của Hiếu trên YouTube á, mấy bạn cũng có bình luận là anh Hiếu ơi, em cũng muốn coi anh livestream YouTube, cho nên là Hiếu mới làm một cái buổi để có thể chào mọi người. Và Hiếu cũng biết là hiện tại thì mấy bạn có mấy bạn vô tình mấy bạn thấy tôi livestream, nhưng mà cũng có mấy bạn biết là hôm nay tôi livestream, cho nên là nếu mấy bạn nào mà đang coi cái livestream giờ thì hiện tại cho buổi tối này nè, nếu mấy bạn quên mấy bạn chưa có bấm like video cho cái video livestream này thì mấy bạn tiện tay mấy bạn cho mình xin một like video nha. Còn mấy bạn nào chưa bấm subscribe thì mấy bạn tiện tay mấy bạn cho mình xin một subscribe kênh luôn nha mọi người ơi. Hiếu cảm ơn mọi người nhiều lắm. Để Hiếu coi thử là hiện tại thì hiện tại thì cái buổi Hiếu chưa có bật tắt quảng cáo hả? Xin lỗi mọi người nha mọi người ơi. Rất là xin lỗi mấy bạn nào mà nếu mấy bạn có đang coi livestream trực tiếp mà mấy bạn thấy có quảng cáo thì Hiếu rất là xin lỗi mọi người nha, tại vì lâu quá Hiếu không có livestream ở trên YouTube nên là Hiếu không có biết. Cho nên là Hiếu bật quảng cáo đi kiếm tiền luôn rồi mấy shop ơi, xin lỗi mọi người nha mọi người. Xin lỗi mọi người rất là nhiều, xin lỗi mọi người vì điều đó. Nếu mà có cơ hội lần sau mà tôi có livestream thì tôi nhớ thì tôi sẽ tắt cái quảng cáo đó nha. Cho mọi người coi livestream thoải mái chứ có thể. 2000 người coi luôn rồi Hiếu ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh Hiếu anh gào thét tên em rồi chửi em đi anh Hiếu, em năng nữ gì nãy anh Hiếu đó, anh Hiếu thứ hai. Mày hay ra dẻ quá con quỷ Đỗ Huy ơi. Kể chuyện tiếp đi anh. Rồi để tiếp tục cái series kể chuyện đi. Rồi kể tiếp về ha, kỷ niệm đi rap nha mấy shop hồi nãy đang có hứng kể. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về không. Tôi á thì kiểu như là dáng người của tôi ốm yếu, với lại cái tính cách của tôi là nó cũng theo cái thiên hướng gọi là hài hước với lại hay giỡn á, cho nên là có nhiều bạn á, mấy bạn nói tôi hơi BD, mấy bạn cứ nói là trời ơi cái ông Yếu Lê Bình Lăng đó ông cứ giống BD, ông giống BD đồ này nọ, mấy ông nói sao á, người ta BD thiệt kêu giống hay vậy quá. Cho nên là những cái lần mà tôi bị hiểu lầm là BD ở ngoài đời á mọi người có nhiều lắm, để tôi kể cho nghe. Hôm đó tôi bắt một cái chiếc xe ráp mà cái thằng đó là nó nhỏ hơn tôi, nó sinh năm 2002, tại vì tôi hỏi năm sinh của nó rồi, cái nó nói là nó sinh năm 2002, nó ở dưới đâu, ở dưới Kiên Giang, An Giang gì đó, nó chuyển lên trên Sài Gòn, nó sống, nó lập nghiệp và nó vừa đi học, nó vừa chạy xe ráp. Cái xong tôi ngồi lên trên xe thì kiểu như là tôi hay chồm lên để tôi nói chuyện á, cho nên là tôi chồm lên đằng trước nó vậy nè. Cái xong cái tự nhiên nó kể tôi một câu chuyện vậy nè má. Nó kể tôi vậy, nó nói với tôi vậy nè. Tôi cũng không biết là tại sao nó kể với tôi được. Nó nói anh ơi để em nói cho anh nghe này ha. Ngày hôm bữa em có chở một cái anh đó, ảnh cũng nhìn cũng trắng trắng giống anh á, nhìn cũng bận đồ, nhìn cũng đẹp đẹp, nhìn cũng cao cao ốm ốm giống vậy á, nhìn đẹp trai lắm kìa. Cái ảnh kêu em chở ảnh đi về Bình Dương. Thì em thấy vậy thì thôi em chở anh về Bình Dương. Thì hai anh em đang nói chuyện bình thường vậy á, cái tự nhiên cái ảnh thò tay lên đằng trước, ảnh lấy thì em tưởng là ảnh máng đồ thôi, em đâu biết gì đâu. Cái ảnh thò lên cái ảnh bóp cu em. Thì cái vấn đề á là xui, cái vấn đề á là em xui nên là ông bóp thôi, hiểu không? Nhưng mày kể tao chi? Mày tính đánh phủ đầu mày luôn hả? Tôi vẫn không biết là tại sao thằng nhóc đó nó kể cho tôi nghe vậy luôn má. Như nó sợ tôi hay gì vậy? Mày lo mày chạy xe đi chứ lấy mày chụp mày tao. Ha em ơi cho anh hả? Tôi vẫn không biết là bà biết vậy. Bữa đó tôi đánh giá nó một sao. Bữa đó tôi đánh giá nó một sao hả, để cái đánh giá là hả, suy nghĩ tiêu cực. Hello con Huy Võ nha, hello shop. Hello ông già Mia Kagami đây, hello bạn Mia Kagami, hello em. Em mới chơi xong Resident Evil 4 nên chóng mặt quá anh ơi. Mà cái siêu phẩm nó game nó hay đúng không? Mà mấy cái dòng game mà mang cái góc nhìn giống như vậy, mình chơi thường mình dễ bị chóng mặt chứ lại bị dễ bị mất ối. Hello bạn Hồ Minh Nhật nha, hello shop, hello ông già. Chào bạn MR Stone Margaret nha, hello em. Chào bạn Vĩnh Tân nha, hello fan. Cắt hết dây đàn xong lấy cái dây đàn đó đeo trên bé bò đi Hiếu ơi. Dạy cứu bé bò, cái cây đàn này muộn chứ có biết đàn đâu má. Cái cây đàn này muộn để đàn thôi chứ có biết đàn đâu. Tôi muộn của bạn tôi á. Xì ke tới ghiền sách chen ra mua. Bà ba nói rằng 500 đô một chen. Xì ke hết tiền sách chen đi vô. La 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 la
để bạn nào có tiền cho scam mượn nha mấy bạn ơi. Sau đây là một cái ca khúc khác của ca sĩ có tuổi nhưng không có tên ha. Tuổi của anh ta càng ngày càng lên mà hỏi tên thì không ai biết hết. Sau đây tôi sẽ hát nhạc vui vui xíu. Mới sang thức giấc cái nhớ giấc mơ hồi hôm, cứ nhớ loanh thoanh có con chó trong nhà kho. Ngày mai mình chơi con 51 với con 11, mình chơi đầu đuôi chơi xịu chú cái bay mình làm giàu. Ai có tiền hùng vô quýnh đề kìa má. Mọi người đợi tôi xíu nha mọi người ơi. Tự nhiên đang hát đánh đề ai gọi trời. Alo nghe nè chị. Trời ơi. Chị còn nhớ em luôn hả? Không mà giờ này em hết tiền rồi. Ờ thôi kệ đi cũng được. Chị ơi chị đánh giùm em con 21 đi. Thì chị cứ đánh cho em thôi. Hay là dễ quá. Đánh con 21 không phải là tự nhiên như không. Có lý do đâu mẹ. Hôm qua nằm mơ. Hoa nằm mơ làm đĩ vậy. Hoa nằm mơ làm đĩ nên đánh giùm em con 21 nha. Hoa đánh giùm em con 521 đi. Em tính là làm đĩ 5 năm á. Dạ rồi ok chị ha. Có gì chúng em chia cho chị ha. Rồi rồi ok shop rồi ok. Khổ thiệt. Người ta nói là cái nằm mơ rất là dễ đánh đề nha mấy shop ơi. Hello con Diệu Linh nha. Hello bà nhớ em không anh ơi. Mày là ai? Mày là ai mày cởi đồ mày ra. Hello con Phương Nguyễn nha, hello shop. Chừng nào chơi game kinh dị vậy Hiếu? Ờ có dịp Hiếu mới chơi. Mấy bữa là Hiếu vừa mới chơi xong cái con game Resident Evil 4. Streamer mượn đồ gì đó mà đéo trả. Hiếu Lê Bà Lăng streamer mượn mấy bò nhẫn hơn 1 năm mà chưa trả. Cũng mượn cây đàn của thằng bạn cũng không trả luôn. Trên thế giới này có tới 9 tỷ người lận. Nhưng mà chỉ có một mình ấy, bạn đó là bạn đó bị mượn con bò với lại bị mượn cái đàn thôi. Thì bạn xứng đáng. Hello con đàn Phạm Gia Vi nha, hello shop. Hello bạn Hào Minh Nguyễn nha, hello bà nói triết lý đi anh. Tôi cũng có mấy câu triết lý tôi hay nói cho mọi người đó, mọi người nghe hả? Đây nè. Thay vì chúng ta cố gắng để trở thành cái bóng của người khác, thì chúng ta hãy tự mình trở thành bóng. Ok chưa? Thấy đúng chưa? Thấy tôi nói đúng không? Đôi khi trong cuộc sống, những lúc cảm thấy khó khăn, cảm thấy khó khăn khó vượt qua, thì những lần đó chúng ta chỉ cần bỏ cuộc là được. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Mấy ông yên tâm, mấy ông coi livestream của tôi là mấy ông sẽ học được rất là nhiều các cái đó gọi là cái gì ta, những cái triết lý trong cuộc sống để giúp mình vượt qua những cái khó khăn một cách đơn giản nha mấy shop. Hello con DTT Lộc nha, hello fan. Sau nay là qua đây livestream được không dạ? Ồ hôm nay livestream ở YouTube thôi, nhưng mà chỉ có livestream một hôm thôi nha, buổi tối ngày hôm nay thôi. Rồi sắp tới là mấy bạn muốn coi livestream của Hiếu thì mấy bạn sẽ coi tại Facebook đó mọi người ơi. Hiếu không có livestream ở YouTube nha mọi người. Hôm nay là một cái buổi livestream bất ngờ mà tôi dành tặng cho mấy bạn ở Facebook ở YouTube thôi, tại vì mấy bạn cũng đã theo dõi cái kênh YouTube của Hiếu Lê Bà Lăng đã rất lâu rồi mà Hiếu chưa có cơ hội để Hiếu chào mấy bạn ở trên YouTube một lần nào hết. Livestream xong chưa? Live xong rồi thì lấy cái quần xì ra, lấy cái quần xì bo ra đưa Hiếu ơi anh em chờ nãy giờ. Tôi đâu có bận quần xì đâu sớp. Này nè. Tại đây livestream đâu có bận quần xì đâu sớp, sắp ổn sớp. Hả có quần xì đâu đưa cho má má. Hello con Sunny anh nha, hello fan. Anh Hiếu ơi, kẻ phản diện mà đọc sách học cách làm người thì được gọi là gì anh? Kẻ phản diện mà đọc sách kẻ làm người thì được gọi là gì anh? Em ơi nhà anh cũng có mấy cái cuốn sách á nhưng mà anh không có cái cuốn sách học làm người, anh có cuốn sách lương tâm và tội ác không à. Nếu như mà em vẫn chưa phân biệt được cái con người của em như thế nào á thì em nên đọc cái này đi nha, để em biết được cái lương tâm và cái tội ác của em nằm đâu. Còn nếu như mà em vừa mới tốt nghiệp trường đại học và tốt nghiệp hả cao đẳng đâu này nọ đó mà em chưa có việc làm đó thì anh có tư vấn cho em cái này nè. Ủa chết mẹ chưa, cái cuốn ở đâu rồi ta? Đây đây. Nếu mấy bạn nào mà đang gặp khó khăn trong cái vấn đề mà xin việc làm đồ này nọ, mấy bạn chưa biết mình nên làm gì đó thì làm này nè, làm đĩ. Đây để đọc mở bài của làm đĩ cho mọi người nghe nha. Làm đĩ
là một thiên tả chân tiểu thuyết, mục đích là hô hào nhà đạo đức và các bậc làm cha làm mẹ chăm lo đến hạnh phúc của con cái và phải để ý đến cái sự mà những cái hành thủ kiến và những cái thành kiến hữu bại vẫn được coi là cái điều bẩn thỉu, tức là cái sự tà dâm đó, nghe chưa? Sở dĩ tác giả không theo cái trường phái của người ưa văn hoa bay bướm được gọi là cái sự ái tình, không theo cái hạng người rụt rè thì được gọi là tình dục, nhưng lại gọi thẳng nó ra đây bằng cái tên trần tục của nó, ấy là vì tác giả có quan điểm rất chắc chắn rằng cái sự ấy, cái sự gần xác thịt hơn là thần gần linh hồn, chia ra làm hai cũng được, gồm có gồm nó vào làm một cái càng đúng lẽ sinh lý. Xin lỗi mọi người, tôi đọc bị dắp xíu cho mọi người. Hai cái điều hòa tương trợ lẫn nhau, và khi sự khao khát của xác thịt nó thỏa mãn đi cái ái tình, tinh thần mới bền chặt được. Nói đến cái sự ái tình, cái lý tưởng mà không thèm đếm xỉa tới cái dâm chỉ là việc của hạng mơ mộng hảo huyền, nghe chưa? Thấy chưa? Làm đi, đọc đi mấy số. Hello, con Lê Thành Hiếu nha, hello shop, chào con Thủy Hồ nha, hello shop. Ngày mai em đi bơi rồi anh, đi bơi trời. Em ngày mai em đi bơi, ngày mai em đi tắm biển hay là cái gì đó, đúng không? Anh kể cho em nghe một cái kỷ niệm mà hồi đó anh đi bơi nè. Tao để, tao kể cho mày nghe để mốt mày có rút kinh nghiệm mà đi bơi. Hồi trước đi tắm biển không phải tắm biển Vũng Tàu đâu, mà tắm cái biển gì, biển Đầu Sơn, biển Đầm Sơn hay là biển Long Hải gì đó, không nhớ nữa, nhưng mà cái biển nó rất là dơ. Hồi lúc đó tôi còn nhỏ nha, tôi đi bơi với lại tôi đi tắm biển với lại gia đình của tôi. Mà hồi lúc tuy là đã nhỏ nhưng mà tôi bị cận rồi mọi người, tại vì tôi chơi game khá là sớm á. Xuống dưới tắm biển vẫn như bình thường nha, xung quanh mình là chẳng hạn như là mấy cái bọc, mấy cái cao su rồi này nọ đó, mấy cái chai nước suối nó trôi dạt vô mình á là chuyện hết sức bình thường, tại vì cái bãi biển nó dơ mà. Cái đang bơi vậy đó, thấy cái bánh mì má, thấy bánh mì nổi lờ bền gì nè, thì nghĩ là bánh mì thiệt. Thấy bánh mì nó nổi lờ bền gì nè, mà mấy bạn biết cái bánh mì á mà nó gặp nước cái nó rã ra không, cục cứt đó má. Nó nổi lên bền vậy nè, tao tưởng bánh mì nó rã không, cũng không để ý, hay cái cũng bơi vậy, cái lát bơi lại gần cái mới thấy nguyên cục cứt. Ai mà đói bụng bóc vô bỏ miệng cái là đầu thai bụi kiếp. Chúc em đi tắm biển vui vẻ nha, em chúc em đi bơi thượng lộ bình an nha. Bánh mì thịt đó giúp, cái đó là bánh mì kẹp thịt đó. Hello con Kim Dung Quyển nha, cái lâu em coi anh từ năm lớp 10 mà em sắp lấy chồng rồi, chúc mừng em đi. Ở lấy chồng sớm thì sớm. Hello con Mel Channel nha, cái lâu em. Chào Thảo Vi mặn mà xíu coi Hiếu ơi. Hello Thảo Vi. Ok chưa? Đủ mặn mà chứ sớm. Cho xin một đi tập gym giờ không có sức để chống lên luôn nè mấy sớm. Không có sức tay để chống đứng lên luôn á mấy sớm ơi, què rồi. Què rồi mấy shop. Dấu hiệu của gamer rồi mấy shop. Gamer vậy chết mẹ rồi. Gamer vậy chết rồi, gamer vậy liệt rồi. Mấy bà trong xóm của tôi á, bây giờ thì tôi làm stream rồi, cho nên là mấy bà cũng biết. Để tôi kể mấy ông nghe. Mấy bà thì cũng có mấy đứa con, mấy bà có mấy đứa con, mấy đứa cháu đồ này nọ đó, thì bình thường tôi hay đi ra ngoài đầu ngõ đó, thì mấy đứa nhỏ nó gặp tôi nó cũng nói em chào anh Hiếu. Thì là biết, nó cũng biết rồi. Cái xong thì nó cũng về nó đồn thổi, nó cũng nói cho ha mấy bà mẹ của tôi nó nghe đó, mấy bà hàng xóm tôi nghe đó. Hôm bữa tôi ẵm bé bò đi để mai lại cái cần cổ nó nè, thấy không? Nó bị rách cho nên là tôi ẵm bé bò đi mai cái cần cổ nó. Cái mấy bà hàng xóm đi nó trời ơi, ha cái con này cái con gì nè, cái con gì à, cái con này con gì con này con gì mà con hay gọi nó dễ thương quá trời luôn á, hay con bò. Cái con chó mà nó tên bò nghe dễ thương quá trời luôn á, đúng là streamer có khác. Thôi đi má, sao lật lọng lẹ vậy? Hồi mà cái lúc tôi chưa làm stream á, hồi 3 năm mấy 4 năm mấy đó, mấy bà đâu có đồn vậy đâu. Mấy bà khẽ khẽ mà mỗi lần mà tôi đi ngang qua cái hả, mấy bà nói thằng mấy nha, thằng này con bà Ba Giá, thằng này con bà Huệ nè, chích xì ke. 2 giờ mấy nha, 2 giờ mấy 3 giờ á, tôi nghe nó ngồi thiền trên nóc nhà tôi. Đúng vậy, con ngồi thiền trên nóc nhà của cô á, để con cầu cho cô muôn đời bình an, con cầu cho cô luôn sống được trong ánh sáng của 10 phương chư Phật thiện tai. Mấy bà đồn vậy đó, sao cái giờ cái mình làm chi mấy bà đồn khác, mấy bà lật lọng dữ lắm á.
Hôm bữa tôi đi ra ngoài cái quán, cái quán tạp hóa trước cửa gần nhà tôi nè, đi ra ngoài tôi mua đồ. Thì cái kiểu như là cái tính của tôi á, cái tính của tôi là tôi hay kiểu gọi là hay bắt chuyện đó mọi người, mình gọi là mình sống cái gì, cái nó gọi là gì, sống hướng ngoại mà, sống về ngoài, sống hướng hướng về ngoại ô đồ này nọ cái kiểu đó. Cái tôi ra quán tạp hóa, tôi mua mấy chai nước ngọt với lại mua mấy bịch bánh để có gì tôi livestream tôi ăn. Xong cái tôi ra cái tôi thấy cái bà chủ, hồi trước là tôi cũng hay mua quán của bà cho nên là cũng có quen biết, hiểu không? Cái xong cái tôi thấy bà là bà vừa mới chạy từ trong cái xưởng kế bên nhà bà luôn, bà chạy qua bà bán tạp hóa cho tôi. Tôi thấy vậy cái tôi mới nói trời ơi chị ơi, chị làm vừa làm xưởng vậy, vừa bán tạp hóa vậy, cái tiền chị để đâu cho hết hả chị? Cái bà nhìn tôi, cái bà nói trời ơi cưng ha, cưng cứ nói quá không à, chứ cứ ai như cưng đâu ha, cưng làm nghề gì chị quên rồi, cưng làm kiếm mờ á. Bà không đọc tiếng Anh được má, bà không đọc được cái chữ trim mờ, bà đọc kiếm mờ, cái dáng tao chị bà đọc kiếm mờ nè, tao nói kẹt tiền mà tức mà dặn nước miếng là luôn. Dán bà vậy bà nói tôi làm kim mờ ha, e như cưng đâu ha, cưng ở nhà cưng làm kim mờ ha, ngồi ở nhà chơi game không anh tháng kiếm 300 mấy 400 triệu ha, cưng đi ra đường hả có người đưa có người đón, tài xế đậu trước nhà. Thì bà nói đúng mà, tôi đi đáp mà. Bà nói cặp bà luôn á, bà lên bà đồn mà làm kiếm mờ má, bà đồn tháng kiếm 300 mấy 400 triệu ở đâu mà ra, sao hay đồn tội quá. Làm stream á thì cũng có người làm stream này có người làm stream khác, tôi thì cũng có thể kiếm khoảng tầm 30 mấy 40 triệu đi, là cái giấc đó là cũng có thể đi kiểu gọi là được đi kiếm 300 mấy 400 triệu tháng đi buôn ma té à, hay vậy quá. Hello con Tô Đình nha, hello em kể chuyện bà Bảy nữa đi Hiếu ơi. Nhiều lắm, nếu mà nói tới những cái câu chuyện của nhà ha, nếu mà kể tới bà Bảy tao không biết tao kể tới bao giờ mới hết chuyện luôn á má. Tại vì hồi đó ngày nào cũng chạy qua nhà bên nhà bà chơi chung với lại con bà thằng Bi, qua chơi ké đồ bệnh là tính ra là gần 5 năm trời là bên nhà đó rồi. Hello con Trần Khiêm nha, hello shop. Hello con Phú Cường Lê nha, hello bà chồng yêu nhớ em không. Hello con Minh Thuận, mày là ai, mày cởi đồ mày ra, anh ôm cái ghế rồi sau đó anh gào thét tên em đi anh. Ôm cái gì? Trần Nhật Cường, trời ơi Trần Nhật Cường ơi, sao mấy bữa không gặp, hình ảnh thành con chó em, sao mày ôm ghế quá. Đừng có giãy nữa, đừng có giãy nữa bò. Má con chó vậy mà kêu con chó giả. Con chó vậy mà nó kêu con chó giả. Không hiểu luôn á. Con chó người ta thiệt vậy mà kêu chó giả. Mẹ nó. Bây giờ tôi ngồi ghế gaming á, tôi ngồi cái ghế gaming này tôi phải trải cái khăn để tôi ngồi á. Tôi sợ là tôi ngồi tôi bỏ hai giò lên dơ ghế. Hôm bữa anh Quách Ngọc Tuyên đi qua nhà tôi ha, phỏng vấn. Qua phỏng vấn xong cái vô trong phòng này nè, cái có mình cái ghế à, nên là anh đâu có chỗ ngồi đâu. Cái tôi mới nói là ha, anh ơi thôi anh ngồi đỡ cái ghế của em đi ha, để em ngồi cái ghế nhựa thôi được rồi. Cái anh gật vậy nè, cái anh chuẩn bị tính ngồi, khánh nhìn cái ghế tôi anh không dám ngồi nữa, nó dơ á. Sau cái lần quê đó tới giờ á, tôi hứa với bản thân của mình là không có bỏ ghế, bỏ giò lên ghế nữa rồi, rút kinh nghiệm rồi. Nhưng mà lót thì bỏ được. Hello con Tuấn Kiệt Lê nha, hello bà. Nay có bận quần xì nha mọi người ơi, nên là bận quần thun nữa nên thông cảm nha. Nếu mấy bạn đang coi livestream mà có thấy cái gì nó lú ra, mọi người thông cảm nha mọi người. Đó là con bị bịp đó mọi người. Hello bạn Phan Khóc Nhe nha, trong shop. Phan Khóc Nhè là sao pha má, Phan Khóc Nhe là cái gì? Anh còn nhớ em không? Hồi xưa anh rớt xuống biển, em là người vớt anh lên bờ nè. Dữ dằn vậy đó. Coi kênh livestream của tôi á, có nhiều bạn lắm, có rất là nhiều bạn mà kiểu như là người quen ở đâu, mấy người quen ở đâu mười mấy hai chục năm gì trước ấy. Anh nhớ em không anh Hiếu ơi? Em là cái người hồi đó đỡ một nhát súng cho anh nè. Lần đó mình bị bắn 20 nhát, đỡ cho mình có một nhát à. Còn 19 viên người trong như cái rổ mày không đỡ hết đi.
Hello, con Lộc Nguyễn Hữu nha. Hello em, chào em đi anh Hiếu ơi, chào con Nghĩa Đặng nha, chào shop. Anh Hiếu làm người yêu anh đi, làm người yêu em đi anh Hiếu ơi. Làm cục cức không bé ơi, anh cùng ăn là tan tính tình. Sao anh rời khỏi nhóm mà lắp binh vậy? Đừng có đào sâu tới quá khứ của tôi nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần với mọi người trên kênh livestream này rồi. Mọi người coi livestream, mọi người chỉ cần coi trực, coi hiện tại thôi. Nói bao nhiêu lần rồi. Hồi đó là tôi là thành viên thứ 5 của nhóm Blackpink đó. Tôi có đầy bút ha, tôi có học nhảy đồ này nọ cái kiểu, có hết rồi. Chuẩn bị tôi đầy bút ra mắt rồi. Cái lần đó là tới tôi cãi lộn với lại quản lý. Chỉ hỏi tôi là em ơi em tính đề bút với cái nghệ danh gì vậy? Cái em nói là em tính đề bút với cái nghệ danh nào đó mà nó có một xíu gì đó tương tác với tên nhóm của mình đi chị. Em là sẽ lấy là Blackpink, lấy con heo đen. Cái bà không chịu. Bà nói thôi tự nhiên đặt tên gì heo đen nghe kỳ quá. Thôi đặt thành Blackcat đi. Tèo 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 tèo. Cũng không chịu. Sao bà nói đặt thành Black Hiếu, tự nhiên đặt Hiếu đen. Nên tôi bật quá tôi đi bộ từ hôm đó đó. Hôm đó là tôi đi bộ từ Hàn Quốc tôi đi bộ về Việt Nam luôn chứ bộ. Vượt qua mấy cái biên giới bom đồ đó cái kiểu. Cũng hên bom chưa nổ về với đất mẹ. Hello con Ngân Lê Tuyết nha, hello shop. Sao anh Hiếu có nhiều sách quá à? Ờ đọc sách nhiều lắm. Bình thường Hiếu đọc nhiều sách lắm. Thì chả phải tôi nói với mọi người hả mọi người. Cái cuộc sống của tôi nó rất là tẻ nhạt. Đa số là tôi chỉ đọc truyện hoặc là coi phim đồ này nọ thôi. Tự nhiên như không mở cái này ra lại có cái Việt Nam Creator của Facebook Gaming. Đây mà mấy cái sách tôi đọc đa số là toàn sách lịch sử không à. Cái này là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hiếu có 3 cuốn, cái này là của Lao Quán Trung, này là của Lao Quán Trung. Đây, đây là một trong những cuốn sách mà tôi rất là thích và tôi đang đọc vào thời điểm hiện tại vẫn chưa hết nó, là những vị vua trẻ trong lịch sử Việt Nam của mình. Thì trong đây là sẽ viết về rất là nhiều các vị vua lúc mà họ lên ngôi còn rất là trẻ đó. Trong đây thì Hiếu có đọc đến vua Đinh Phế Đế hay là Đinh Toàn đó mọi người. Nghe cũng rất là hay, Đinh Toàn là con của vua Đinh Bộ Lĩnh mình á. Nghe rất là hay nha mấy shop. Cái này nè, cái này là tôi nghĩ là mấy ông nên đọc nè. Kẻ ác cạnh bên, đọc đi để cho biết cạnh bên mình sẽ có kẻ ác má. Đọc đi mới biết được. Đắc Nhân Tâm thì tôi nghĩ là chắc cũng có nhiều bạn có rồi, đúng không? Cái này là kể về những đời hoàng hậu tại Việt Nam. Thì trong cuốn này thì Hiếu rất là thích hoàng hậu Ỷ Lan. Cái này là về thời nhà Lý với lại thời nhà Trần. Hiếu còn một cái cuốn mà nói về ngoại giao nữa mà nó đâu mất tiêu rồi. Không, tôi cũng có đọc ngôn tình nữa nha mấy shop. Tam sinh tam thế. Đây đây đây, cái cuốn này nè. Những câu chuyện ban giao trong lịch sử Việt Nam. Đọc nó thì mình mới biết là Việt Nam của mình vào cái giai đoạn lịch sử thì cũng có những cái lần mà gọi là ngoại giao với lại các quốc gia lớn cũng có nhiều lắm. Đúng rồi, mẹ cho con ly nước đi, con nói khan tiếng rồi. Nói mà mất tiếng luôn mà mấy shop. Đây là một trong những cái lý do tại sao bình thường một tháng tôi mới làm talk show một lần. Tại vì làm talk show rất là dễ bị mất tiếng. Tại vì mình là đa số là mình chỉ có cái chuyện với là mình tâm sự với mọi người thôi đó. Nên là mình nói liên tục là dễ cút. Nói liên tục là rất là dễ cút. Rồi có đọc hết những cái cuốn sách đó không? Thì những cái cuốn sách nào đó mà nãy tôi đưa cho mọi người là có đọc rồi đó mọi người. Nhưng mà đa số thì đọc những cái, ví dụ như là kể về những vị vua đúng không, thì mình chỉ đọc tới là những cái vị vua nào mình thấy hay hoặc là thấy thích thì mình đọc thôi, chứ mình không đọc hết hoàn toàn. Gào thét tên em đây Nếu ơi, đông mê lượng. Sáng nay em đang đi ngang qua nhà của cái ông hàng xóm thì em nhặt được một cái sợi dây thần. Có sao không anh ơi, một đầu dây có một con trâu. Nó kêu nó đi ngang qua nhà ông hàng xóm, nó lụm được cái cọng dây, nó dậm lụm về nhà, cái tự nhiên cái đầu dây đó có con trâu thì có sao không. Mày sắp đi tù rồi đó nha, mày ăn bữa cơm cuối gia đình đi rồi mày đi. Anh đọc cái comment này xong cái anh giả bộ bị mất tiếng nhớ, xong cái anh đọc lại comment này đi anh. Anh đọc cái bình luận này xong cái anh giả bộ bị mất tiếng nhớ, cái anh đọc lại cái bình luận này nữa đi anh. Anh đọc cái comment này chứ, anh đọc cái comment này xong cái anh bị mất tiếng nhớ, cái anh đọc lại cái comment này đi anh. Vậy cái tao đọc tới bao giờ mới xong con Thi Phú Lê? Mày đã đồ chứ mày. Hello con Mã Tuấn Lâm lớp 5A53 nha, hello em. Hello con Vi Nguyễn Phạm Phương nha, hello bà, hello bạn Quốc An Gaming nha, chào shop. Anh thử đọc sách phải loại trinh thám đi anh, nếu quay hay cực. Bạn tôi nó cũng gợi ý rất là nhiều, nó gợi ý là đọc những cái cuốn sách trinh thám sẽ giúp cho đầu óc mình nhanh nhẹn và nhạy bén hơn.
hay nói cách khác là đọc những cái cuốn sách trinh thám rồi này nọ, thì chúng ta sẽ có một cái bộ lão. Có một cái bộ lão. Mấy bạn nào đang coi live stream vào thời điểm hiện tại, nếu mấy bạn quên, mấy bạn chưa có bấm like video, thì mấy bạn hãy tiện tay cho mình xin một like video cho buổi tối ngày hôm nay nha, để mấy bạn có thể trở thành người live stream, like cái video trên YouTube ngày hôm nay là người like thứ 1500 ủng hộ cho Hiếu nha mọi người ơi. Hiện tại thì mình được bao nhiêu like rồi mấy shop? Ở để chúng ta cùng coi nha. Ai thì mình được bao nhiêu? Ôi, 1900 rồi hả? Lẹ shop. Áo tôi điếc. 1900 rồi má. Mấy bạn nào mà đang coi cái live stream này chưa có bấm like video thì tiện tay thả cho một like video này nè, để có gì trở thành người thả tim ai lộn thả like thứ 2000 cho buổi tối ngày hôm nay. Anh ơi làm career 7 đi à, em xin anh á. Anh có làm rồi mà em. Resident Evil 7 hả? Anh có chơi rồi đó, nhưng mà anh chỉ chơi trên Facebook á, chưa có đăng qua bên YouTube đó em. Để hôm nào có dịp thì anh đăng bên YouTube cho ha. Chúc anh buổi tối vui vẻ nha anh bò. Dạ má, con cảm ơn má, con thay mặt anh bò của má, con cảm ơn má nhiều lắm nha má Liêm Nguyễn. Má hay ra dễ quá. Ăn chè không nịch không anh yếu ơi, chè không nịch là chịch không nè. Hay nói quá. Hello con Duy Trần nha, chào fan, chào bạn Nam Hoàng nha, hello shop. Hello bạn Bảo Bảo, bờ đầu VIP Nọc Mô nha, hello em. Hello Daddy Hiếu của em, chào bạn Du Hề Chúa nha, hello shop. Hello bạn Thu Ánh Lương Thị nha, hello bà. Có lên donate không Hiếu ơi? À không, Hiếu không có... Hiếu biết á, là mấy bạn cũng có lòng, mấy bạn muốn donate ủng hộ cho tôi đúng không? Nhưng mà vào thời điểm hiện tại á, thì Hiếu có thể nói với mọi người là tôi cũng không gặp khó khăn gì trong cuộc sống hết trơn á, cho nên là cũng không có cần nhận donate của mọi người. Nhưng mà nếu mà lỡ như mà sau này á, nếu mà sau này mà có gì đó đó, thì nếu mà có live stream á, thì nếu mà có gặp khó khăn về vấn đề tài chính á, thì mấy bạn có thể ủng hộ cho tôi nha. Còn vào thời điểm hiện tại thì không cần đâu nha mọi người. Bây giờ mọi người chỉ cần coi live stream vui vẻ và mọi người tiện tay mọi người bấm một like video là tôi rất cảm ơn mọi người rồi. Máy yêu mọi người. Máy yêu, máy yêu. Em có cái tai nghe còn xe y chang anh Hiếu luôn nè anh. Ồ, hello Trân Ngọc nha. Tất cả các sản phẩm ghi đồ này nọ anh xài thì đều của còn xe hết đó em. Hello bạn Đột Phát nha, chào fan. Kêu bà bán tập quá lên ngồi ghế streamer rồi kêu bà nếm cái hào quang rực rỡ đi anh. Mày sống đi, đồ mày sống đó, mày sống mày chạy mày sống. Mày sống mày cứ tối ngày mày khịa hết người này mày khịa tới người khác đi rồi mày mốt mày mới biết được cái trải nghiệm nha. Đó mày cứ nói mày sống vậy đó. Alo nghe nè Diêm Dương. Ồ dạo này không có rảnh xuống cho nó chơi được. Ờ để hôm nào đi con giao cho. Nhưng mà giờ Diêm Dương muốn xài kem trộn để tắm trắng á. 2 năm nữa mới xài được. Tại chị Trang ném mò chị đi tù rồi. Dạ đúng rồi. Con cũng biết nữa, như cái lần đó là chị đá chị đục gì đó. Chị đá chị đục vô mặt gì người ta đó. Chị đi tù 2 năm rồi. Dạ rồi, dạ rồi, con cảm ơn nha. Khi nào mà chị ra tù con đi giao tiếp cho nha. Dạ rồi, con cảm ơn Diêm Dương ạ. Dạ rồi. Mày nha, mày sống ở đời mày cứ khẽ hết người này khẽ tới người khác. Sao mày giống tao quá. Hello con Mạc Thanh nha, hello shop. Hello con Sang Nguyễn nha, hello fan Hiếu không hề khẽ, có khẽ đâu. Hello con Nắm Lùng nha, hello em nay có like không anh? Ủa chứ không có like ngồi trên đây là sao vậy cái con khùng này. Anh nhớ em không anh, Hiếu ơi em là cái người chịu hiếp dâm giùm anh nè. Trời ơi tốt bụng quá vậy. Trời ơi Kim Phương ơi, anh sẽ đời đời nhớ ơn và khá ghi công giùm em giùm nhiều nha. Kim Phương ơi, cảm ơn em nha. Sao mà hả giờ tới cái vấn đề mà hiếp dâm giùm mày cũng vô mày đỡ giùm tao nữa. Hello con Trần Nhật Tường nha, hello shop. Nhìn anh này giống Mr. Bean quá. Là giống ở điểm nào vậy má, mấy bữa nó nói trời ơi. Nhìn anh này giống chị Mít Thi, giống chị Linh Ngọc Đàm. Mấy chị có cu không? Sao mày hay giống quá. Hello con Nghi Phương nha, hello em, chào bạn Trịnh Gia Bảo Ngân nha, hello shop. Reaction Black Bunny Hiếu. À Hiếu không dám làm reaction đó mọi người, tại vì Hiếu không có xin được bản quyền á, Hiếu sợ Hiếu bị đánh bản quyền á. Mấy cái khoản bản quyền đó tôi non lắm. Để tôi kể với mong nghe một cái câu chuyện nha. Hồi trước á là Hiếu cũng có live stream trên YouTube luôn. Nhưng mà cái lần đó là Hiếu live stream xong cái mọi người nói là anh Hiếu ơi bật phim hoạt hình coi đi anh. Cái xong cái tôi lên YouTube tôi bật phim hoạt hình Tom Jerry cho mọi người á. Cái đang coi vậy cái live stream đang thui. Xong cái tôi mới biết là có một ai đó coi cái hoạt hình đó chung với tôi, cái tố cáo. Tố cáo tôi ác lắm, rất là ác. Ở trên Facebook cũng vậy nữa. Ở trên Facebook tôi có tạo ra một cái account clone, một cái account mà gọi là cái account phụ của tôi á. Tại vì ở trên Facebook là nó có rất là nhiều cái quy tắc ở trên đó, rất là dễ bị khóa vì phải vi tắc cộng đồng á. Cho nên là tôi tạo một cái account Facebook clone của tôi để tôi đi thả tim cho mọi người. Sau đó tôi tạo cái account Facebook clone đó, cái thằng nào con nào tôi không có biết nha, nó tố cáo cái tài khoản clone của tôi, nó tố cáo là tôi mạo danh Thạch Chí Hiếu. Nó tố cáo cái account phụ của tôi đi mạo danh cái account Facebook cá nhân Thạch Chí Hiếu của tôi. Nó tố cáo tôi mạo danh chính bản thân tôi.
tôi phải đi liên hệ cho bên á làm Facebook á, rồi người ta á kêu tôi xác minh là chụp chứng minh nhân dân hai mặt mới mở khóa. Sao mà tàn ác quá vậy? Cho nhau một con đường lui với mấy shop. Nó bắt tôi phải xác minh tôi là tôi. Hề vậy. Hello con Kim Dung Nguyễn nha, hello em. Hù hụ há hiếu hàm ha hân, hách hãy hờ héo, học hiếu hư hon hà. Hụ hôn hỉ hẹ hầy hầy hói cái hồn hè gì hãy há. Hát nhạc Trịnh Công Sơn đi Hiếu ơi. À, để nhớ coi. Rừng núi giang tây nổi liền biển xa, ta đi từ từ trong tố mai vẫn nói sơn hà. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lên nắm tay nổi liền một vòng tay, ta nắm môi liền một vòng từ sinh. Còn nói gió đêm vui nồi ngày, vui đêm nơi điên điên đồng loài, và tình người trong ngày mới. Quên rồi, nhớ được nhiêu đó tôi xốp. Xoa đầu đi anh, rồi xoa cái đầu nào nữa vậy má ơi, sao tối ngày xoa đầu hoài vậy. Hello con Ngân siêu đẹp trai nha, chào fan. Anh reaction lại video cũ của anh đi anh Hiếu ơi. Hồi mình tự coi video của mình thì nó nhìn nó hài lắm má, nhìn nó ẻ chải lắm. Hello con Châu Châu nha, chào xốp, chào con Nguyên nha. Cái lông em kể câu chuyện cây bút chì đi anh. Khoái đúng không, khoái cái câu chuyện đó đúng không? Đây để tôi kể cho mọi người nghe. Thì mấy bạn á, thì mấy bạn cứ nghĩ đi, là bất kỳ ai trong bản thân của mình cũng phải có một cái sự tò mò, một cái tính tò mò đúng không? Cho nên là cái hồi lúc tôi học cấp 1 á, thì cái lúc cấp 1 á là những cái đứa con gái của lớp tôi á là nó sẽ bận váy. Còn những thằng con trai á, thì nó sẽ bận quần đùi, hoặc là bận quần đùi đúng rồi. Cho nên là nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, tôi cũng suy nghĩ là ủa, tại sao con gái lại bận váy, còn con trai tại sao lại bận quần đùi? Hay vậy rốt cuộc là ở dưới cái váy đó hay nó có cái gì? Tôi chỉ thắc mắc thôi, chứ tôi không có khùng điên tôi lại cái nữa. Tôi dở váy nó lên tôi coi, không có điên vậy nha. Cái bữa hôm đó đang ngồi học như bình thường trong lớp vậy đó, cái không nhớ là học cái môn gì nữa, cái tự nhiên đang viết bài vậy nè, cái tự nhiên cái cây bút á, cây bút chì á, nó rớt xuống dưới đất. Thì cây bút chì rớt xuống dưới đất thì mình phải cúi xuống mình đi kiếm cái bút chì. Cái tôi cúi xuống dưới đất để tôi lượm cái bút chì á, cái con nhỏ bạn ngồi sau lưng tôi á, nó bận váy á, mà nó ngồi vậy nè, ngồi bành hàng vậy nè. Xong cái tôi cúi xuống tôi kiếm bút chì á, cái tôi thấy nguyên cái hình con gấu luôn á. Tôi thấy nguyên một cái hình con gấu ở trên một cái nền trắng á. Xong cái tôi đang ngồi, cái tôi rớt bút chì tiếp. Cái tôi cúi xuống, cái tôi kiếm nữa. Cái tôi kiếm được rất là nhiều các loại giấy màu nha, chẳng hạn giấy màu hồng hay là giấy màu cam đồ này nọ, rất nhiều. Tôi ngồi từ tổ 1 á mà tôi rớt bút chì, mà tôi đi kiếm bút chì á, tôi bò từ tổ 1, tôi bò qua tới tổ 4 á. Hiểu giải. Hello con Đạt GG nha, hello shop. Câu chuyện hentai nha anh. Không em, cái đó là xui gũi tôi shop ơi. Hello con Minh Thuận, chào con Hy Phan nha, chào shop. Rớt gì rớt dữ vậy ba, xui gũi đó shop. Hello con Phước Hưng nha, hello em. Anh trả bé bò lại cho em đi, trước em đang đi đi cầu cái con thằng xì ke nó chạy lại nó giật bé bò của em. Giải cứu bé bò má. Anh coi lên phòng 303, ông cụ 70 tuổi cần hút độc. Mày lên mày hút cho ổng đi con quỷ ơi. Mày hút độc cho ông nội đó đi. 70 tuổi, 80 tuổi tao nói mày đụng vô cái nó rớt xuống đầu gối luôn, hút mẹ gì nữa má. Hello con Ngọc nha, chào fan. Hello Ngọc Ti, vợ Nam Châm, sắp tắt livestream đi, em cần sự riêng tư. Đó mày khịa người chết má. Ôi Minh Triết Phạm ơi, Minh Triết Phạm, em thử em comment coi có được không, anh lỡ bấm lộn vô cái gì nè. Anh bấm vô xóa hay là cái gì rồi đó. Minh Triết Phạm ơi, như anh block em rồi hay sao ơi, Minh Triết Phạm ơi. Tôi lỡ tôi lướt nè má, tôi lỡ tôi lướt gì nè, tôi lướt bình luận tôi đọc gì nè, cái tôi bấm sao cái tôi block nhỏ luôn rồi. Xin lỗi Minh Triết Phạm nha, không biết em ơi. Hello con Vũ, hello bạn Vũ Minh Đức Vũ nha, hello shop. Hello con Đức Nguyễn Tiến nha, hello shop. Ác dạy da bấm lộn má ơi. Rồi like trên đây khỏi được động comment luôn. Chào con Tổng Cu nha, hello shop. Hello bạn Thiên Phú Lê nha, hello em. Live stream người tàn ác hay live stream người tàn ác thường sống thánh ơi. Em đây nè anh ơi. À nó vẫn comment được mọi người ơi. Hello bạn Mịch Triết Phạm nha, sorry em. Anh tưởng anh ban mày rồi chứ, xin lỗi nha. Ngày mai đăng full video luôn nha anh. Ngày mai có gì anh sẽ đăng lại cái buổi talk show ngày hôm nay để dành cho mấy bạn nào ở trên YouTube á.
rồi bạn không coi được. Hello con Leo Gamer nha, hello shop. Anh nhớ em không, hồi xưa em đỡ cho anh 5 trái tinh lửa, 5 trái tinh lửa mày đỡ cái nó bắn tao một cái một ra khỏi trái đất và vũ trụ hả má. Nay qua trên YouTube livestream vậy anh. Hello bạn trà sữa bạc hà nha. Hôm nay là một buổi livestream bất ngờ dành cho YouTube. Trời ơi tin nóng nè anh Hiếu ơi, người có kinh có mông và người có mông cũng có kinh. Người kinh có mông, người mông thì có kinh. Có người kinh tại sao người kinh có mông mà được ưu tiên hơn người mông có kinh vậy anh Hiếu, trả lời em đi. Còn lại má, người dao có bén không má? Lắc đít đi anh Hiếu ơi. Hello cô Lê Thị Kim Anh nha, chào shop. Sao anh Hiếu không chơi Minecraft vậy? À tại anh chưa có cơ hội chơi. Ôi tập gym có mấy ngày mà sao hả có khớp đít rồi. Ảo thì đấy. Có cơ rồi mấy shop. Hello con Kiến, hello bạn Kiến Phạm Quỳnh nha, hello shop. Kể chuyện ma anh từng gặp đi anh. À không, từ hồi trước giờ anh không có nhiều kỷ niệm với lại ma cỏ đâu em ơi. Hello con Hoàng Nguyễn nha, hello shop. Anh Hiếu ơi chơi game gì vậy anh? À đa số thì anh chơi Liên Minh Huyền Thoại em. Như cái tên của anh á, ngay cái tên bay với lại cái tên YouTube của anh luôn á, Hiếu Lê Bà Lăng. Đó là anh đã có cái đủ đây nè, đây nè đây. À hello bạn ạ. Hello con Hải Băng nha, chào fan, chào con Dương Lâm nha, hello bà. Ôi da trời, cái gì nó rớt kìa mọi người, đợi tôi xíu nha mọi người. Rớt cái nút bạc mọi người. À kể từ lúc mà ha, tôi nhận được cái nút bạc ở trên YouTube á, thì đây có thể là được xem là cái lần đầu livestream ha. Cái lần livestream đầu tiên của tôi trên YouTube để chào sân mọi người trong buổi tối ngày hôm nay nè. Cho nên là nếu mấy bạn nào mà đang coi cái livestream vào thời điểm hiện tại của tôi trên YouTube á, mà mấy bạn có quên, mấy bạn chưa có bấm subscribe cũng như là chưa có bấm like cái video livestream của tôi á, thì mấy bạn tiện tay mấy bạn cho tôi xin một like nha mấy bạn ơi. Tôi không muốn là tôi khoe hay là tôi giới thiệu gì cho mấy bạn đâu nha, mà tự nhiên nó rớt. Rớt mấy bạn ơi, rớt xuống. Xui rủi với mấy shop. Chứ không phải bị khoe đâu nha mấy shop. Hello con Du Ngoạn Thiên Hạ. Du Ngoạn Thiên Hạ. Tưởng Du Ngoạn Thiên Hạo chứ shop. Hello con Hào Nguyễn nha, bị ẩn cái mình. Trời tội nghiệp quá hả. Mày ẩn cái mình mà mày ẩn từ bên Facebook mà qua đây mày ẩn hoài vậy mày. Hello con Ngân Du Ra nha, hello bà. Chào em đi lẹ đi anh Hiếu ơi. Chào con Huỳnh Đăng Khôi nha, hello shop. Hello bạn Lê Đình Hoàng nha, hello shop. Kể chuyện anh đội quần đi anh. Nhiều lắm em. Nếu mà nói tới những cái câu chuyện mà đội quần của tôi rất là nhiều. Tôi nè, tôi kể mấy ông nghe một trong những cái kỷ niệm mà giờ mấy bạn chắc mấy bạn còn đang tuổi đi học đúng không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một cái câu chuyện mà đội quần thời đi học của tôi nè. Cái lần đó là nó diễn ra vào cuối năm lớp 10, đầu năm lớp 11 trong cái giai đoạn đó đó. Thì tôi có học tiếng Anh mà mấy bạn phải biết đây nè, coi cái này nè. Mấy bạn phải coi được để cho mấy bạn hiểu được á là tôi học tiếng Anh nó ngu như thế nào, thì mọi người phải coi cái sổ học bạ của tôi. Đây mấy bạn nhìn từ trên xuống dưới nha, mấy bạn sẽ thấy nè. Chúng ta là có rất nhiều các con điểm 6, 7, 8, 9 đồ này nọ cái kiểu đúng không? Nhưng nếu mà mấy bạn nhìn ngay phần tiếng Anh ngoại ngữ của tôi nè, là 4.0, 5.0 và điểm trung bình môn của tôi là 4.7. Đó. Là mấy bạn biết được cái vấn đề là dốt tiếng Anh của tôi là như thế nào. Tôi học tiếng Anh rất là ngu. Xong cái lần hôm đó, cái bà cô của tôi á, bả còn là bà cô chủ nhiệm của tôi năm đó, bả còn dạy tiếng Anh nữa. Cái bữa vô lớp á, cái buổi sinh hoạt chủ nhiệm á, cái cô tôi khóc mọi người. Cô tôi kể vậy nè. Thì cô đồng hành với các em thì cũng lâu rồi, cũng một năm mấy rồi. Thì cô cảm thấy là mình chưa có hoàn thiện lắm. Cái cách giảng bài của cô thì mấy bạn thường hay nói với là những giáo viên khác là cô dạy chậm chậm và cô dạy các bạn rất là khó hiểu. Cô thấy mình rất là có lỗi so với là những bạn nào mấy bạn làm bài mà dưới điểm trung bình. Có những bạn mấy bạn phải chạy rất là xa. Mấy bạn đi học á, mấy bạn chạy một ngày gần 30 phút, 40 phút. Tôi nghe cô tôi nói tới khúc này là tôi tưởng cô tôi nói tôi không. Tại vì nhà tôi dưới Bình Chánh á, tôi đạp xe đạp cũng là 40 phút lên á. Cho nên là tôi tưởng cô tôi đang ám chỉ tới tôi. Cái xong cái nguyên lớp đang im vậy đó. Cái ngã tôi đứng lên tôi nói. À tôi đứng lên cái ngã tôi nói. Thôi cô ơi, không có sao hết á. Cái cô tôi vẫn còn đang bất ngờ nha. Bả vẫn còn đang bất ngờ dữ lắm. Anh kiểu như vậy nè. Cái gì vậy? Lòng què gì diễn ra đi trời. Xong cái tôi nói một mạch đúng nhiều luôn nha. Nói cô ơi, không có sao hết trơn á cô ơi. Em học dở là do em, chứ không phải do cô. Cái cô tôi nói, ừ, thì em học dở đó giờ cô biết mà. Cô đâu nói em đâu. À, nãy đi học 30 phút, 40 phút gì đó cô. Ừ, lớp mình có nhiều bạn đi bộ vậy mà em. Đi xa mà. Kiểm tra dưới trung bình. Ừ, đâu phải mình em. Nhà em phải nói em à? Không. Không nói rồi, ai biết. Thôi em ngồi xuống nha cô. Ai biết đâu cô.
em đứng lên á, em giải tỏa cái áp lực cho lớp thôi. Em thấy lớp đang buồn vì cái câu chuyện của cô, em diễn hài cho cô ơi. Hello con Đức Nhân nha, có lâu sớm. Anh yếu tắt livestream cho bà ngoại em đi tập bơi. Dạ má ơi má, bà ngoại của má tầm nhiêu tuổi mà còn bơi hay quá vậy. Ủa chứ nay bà ngoại em đi bắn súng mà chuyển qua đi bơi thì hả sớm. Hello con Bùi Thu nha, cái lâu em chào bạn Phú Cường nha, hello sớm. Mượn cái quần đội đi cha già ơi, nhiều lắm. Nếu mà nói tới những cái kỷ niệm quê mà cái hồi đó nhiều lắm sớm ơi, rất là nhiều. Hello con Du Ma chú Hề nha, hello bà. Sao từ đầu cô không nói vậy đi. Đó bà cũng vậy, cũng ra dẻ nữa, cũng lên nó nói với nguyên lớp vậy đó. Tao tưởng nói tao không. Báo, rất là báo. Hello con Yến Kim nha, hello em. Nhìn anh giống như Lisa vậy. Hey. Tôi kể với ông nghe cái câu chuyện về nhóm Blackpink này, mấy má đây, tôi kể cho mấy má nghe. Hồi cái lúc mà tôi học cấp 3, cái khoảng lớp 11, lớp 12 gì đó, thì lớp của tôi cũng có mấy bạn nghe K-pop rất là nhiều. Mà tôi cũng hồi đó tôi cũng nghe K-pop nữa. Tôi nghe chẳng hạn như là nhóm BTS nè, bài gì mà hả, bài gì Drop đó mọi người, bài gì mà Fire Patrol nè, nhiều lắm, đó nghe nhiều lắm. Cho nên là vô lớp hay kể đồ này nọ đó. Xong cái có một cái thằng đó, nó không có biết, nó kiểu nó nhiều chuyện đó. Nó tính nó tài lanh nó mấy sớp. Cái lại nói cái nói, ủa ha, mày cũng fan của Blackpink nữa hả? Tao cũng là nhóm fan của Blackpink nữa nè. Nó không đọc Blackpink, nó đọc Blackpink. Tao cũng là nhóm Blackpink nữa nè. Nhóm heo đen đúng không? Nhóm hồng đen, lộn. Blackpink, Black là đen, Pink là hồng. Nhóm hồng đen, nhớ rồi. Nó kêu nhóm hồng đen. Cái gì tôi tưởng nó cũng biết, tôi tưởng nó cũng biết về cái nhóm nhóm Blackpink đi. Xong cái cũng bàn vậy đó. Xong cái tôi hỏi nó, ở trong đó mày thích ai nhất? Tao thích nhất là chị Lisa. Chị Lisa nha, là cho không bàn về hát nha, không bàn về nhảy nha. Chị Lisa mang một cái nét đẹp truyền thống của người Hàn Quốc luôn. Chị Lisa người Thái Lan mà. Sao mày hay ghê dẻo quá. Lần sau mày biết thì mày nói, mày không biết mày đừng nói. Mày đi ra chỗ khác liền nha. Lần sau mày biết thì mày nói. Còn mày không biết thì mày đừng có nói, mày đừng có ghê dẻ. Mày đừng có giả bộ quá, mày sạc lơ vô. Bà Lisa nào mà mang cái đẹp truyền thống của người Hàn Quốc. Em tới rồi nè anh Hiếu ơi, chào con Đường Di nha, các lớp fan. Bà Bảy đâu rồi anh Hiếu? Bảy bên nhà Bảy đó shop. Hello con Gia Hân Trần nha, các lớp fan. Kể chuyện con ma ngoài bùa chuối nha. Con ma hầm cá tra nhiều lắm. Nếu mà nói mà kể chuyện mà về kỷ niệm về Bảy thì rất là nhiều nha mọi người. Nhưng mà Hiếu biết là mấy bạn đã nghe về những cái câu chuyện về Bảy rất là nhiều rồi, cho nên là Hiếu không có kể cho mấy bạn nữa. Tôi chỉ kể những cái câu chuyện nào mà vô tình tôi nhớ tới để cho mọi người nghe thôi. Hello bạn Duy Nguyễn Phạm Phương nha, có luôn em. Xếp cho em một cái cuốn sách, xếp cho em một cuốn sách Lên Cung Trăng Gặp Chị Hằng. Rồi anh nói với chị Hằng là đừng bao giờ khinh thường người khác. Tiếp theo là anh ném cái cuốn sách đó vô cho mặt chị Hằng luôn đi anh. Xong cái cúp luôn, mày hay chỉ mấy cái ngu quá. Sớp ơi em bầm lồn, bấm lộn má. Mày sao mày không bỏ dấu vô, mày hay bấm lộn quá. Giờ mà anh Hiếu giống ai á, hình như giống người yêu của em. Trời ơi là trời. Bài đặt đó thả thính đồ ghê lắm nha. Trong đường đời ngang trái, anh vô tình bẻ lái vào tim em. Ở tù anh bẻ lái vô tay, anh bẻ lái vô chân là người ta gãy tay gãy chân, anh còn đền tiền thuốc men. Anh bẻ lái vô tim, anh ở tù, anh ở tù chết mẹ anh luôn á. Anh hay thả thính ngu quá. Hello con Thiên Phú Lê nha, hello shop. Hello bạn Hậu Nguyễn nha, chào fan, chào con Trinh nha, hello bà. Hello bạn Tờ Linh, chào bạn Quốc An Gaming nha, chào shop. Bà Bảy có thiệt không? Có, Bảy là năm nay cũng gần 70 tuổi rồi đó. Có con Bi nữa, Bi hồi đó tôi hay chơi chung. Hello con Em Đi Kim nha, chào shop. Nhưng mà giờ lớn rồi nên là không có còn chơi chung nữa. Hồi trước là Hiếu ở song song luôn, là một á là cuối ở chắc đây cũng có nhiều bạn rồi đó sống giống tôi ha. Tại vì do ba mẹ của mình hay đi bán đi buôn với lại đi làm đó, cho nên là mình phải ở sang kẻ giữa bên nhà nội mình với lại nhà ngoại của mình. Hồi lúc trước nhà nội của Hiếu là ở trên quận 12 đường Sông Hành, còn nhà ngoại của Hiếu là ở đây, ở tận bây giờ luôn, tới bây giờ vẫn còn ở. Nhà bà nội thì bán rồi. Cho nên là hồi trước là Hiếu cũng có một cái cơ hội là trải nghiệm những cái cuộc sống của người thành phố cũng có, cuộc sống của người ngoại ô cũng có. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì đang mệt mỏi vì việc mình đang mệt mỏi, phải mệt mỏi. Có hiểu mình đang nói gì không Trinh? Sống ở đời phải có cái bộ lão á Trinh.
Hello con Ngọc Ti, vợ Nam Trung nha, hello shop. Anh nhớ em không? Hồi xưa em đỡ cho anh cái nhát roi thứ 192 ở tay trái, sát thương là 100% chí mạng nè anh. Mày chơi game ít thôi con đỉ ơi, chơi game nhiều quá mốt lậm thiệt đó chứ không có đùa đâu. Tôi kể cho mấy ông nghe nè nha. Hồi trước tôi có một cái ông anh họ, mà cái ông anh họ đó của tôi là từ nhỏ tới lớn ổng chưa có bao giờ ổng chơi game hết á, cho nên là ổng không có biết là cái mức độ lậm game của ổng là như thế nào. Ổng là người xì phố, ổng là người ở trên quận 12 á, mà ổng về dưới quê tôi chơi, cho nên là tôi đâu biết dẫn đi đâu được, cái tôi dẫn ổng đi chơi game. Mà hồi đó là cái thời đó là cái thời của game đột kích với lại game nhảy audition á rất là hot, cho nên là tôi mới dẫn ổng đi bắn đột kích. Tôi dẫn ổng bắn đột kích đâu quá 181 phút á, chơi xong cái hai anh em về nhà ngủ, tôi với ổng trải một cái chiếu hay một cái nệm gì đó, cái nằm luôn ở dưới đất vậy nè, khuya đang ngủ bình thường vậy đó, đang ngủ vậy nha, cái ổng bị mộng du mà. Ổng đang ngủ cái ổng đứng dậy cái mà tôi vẫn chưa định hình, tôi vẫn chưa hết hoang mang, tôi tỉnh dậy tôi coi ổng vẫn còn đang tạch. Ha, tôi chuẩn bị lại tôi khều ổng cho ổng tỉnh dậy, cái ổng thò tay vô túi quần vậy nè, thò tay vô túi quần, cái ổng móc ra cái ổng cắn lựu đạn á, không cắn ra cái ổng chọi ai ăn bò kho, cái ổng núp xuống bum, xong cái ổng nằm xuống ngủ tiếp. Ủa có đáng sợ vậy. Cũng hên á là hồi đó nó không có liên minh, lỡ như mà hồi đó có liên minh mà tôi rủ ổng chơi, mà chẳng hạn như chơi liên minh mà cho ổng chơi con Camille đi, cái tối ổng ngủ cái ổng đu vô tường à, hay sao. Sau cái lần đó là không bao giờ tôi dám rủ ông đi chơi game thêm bất kỳ một lần nào đó luôn á má. Nhưng mà ông vẫn chơi game nha. Hello con Như Quỳnh nha, hello em. Hello bạn Lucky V, hello bạn Lucky V nào Phạm nha, hello shop. Anh Hiếu ơi, em không hồi đó em giả cái mỏ của bà Granny chuẩn bị cắn anh nè. Ơi game Granny đó cũng hay lắm đó shop ơi. Hello bạn Bùi Dương Gia Bảo nha, hello fan. Hello bạn Kim Dung Nguyễn nha, hello bà. Chào con qua Bi nha, chào shop. Anh Hiếu kể chuyện thằng Bi con bà Bảy đi anh. Nhiều lắm mấy shop ơi, nhiều lắm, tôi kể rất là nhiều lần rồi, kể nói tin là nói chung là trong mấy cái talk show của tôi bình thường là mấy cái câu chuyện về bà Bảy với lại thằng Bi là tôi kể trên đây rất là nhiều cho mọi người luôn rồi đó. Đây là hồi nha, không biết không, không kể lại cho mọi người nữa đâu, kể mấy cái đó kể nhiều rồi, mấy cái nào mình chưa kể mình kể. Hello bạn Tử Thi nha, hello fan, chào bạn Bảo Nguyễn Văn nha, hello em. Lười ngủ là mình lười nằm ngủ hay là mình không buồn ngủ Hiếu? À sao má, đứng lên cúi đầu chống đít lên để chào em đi chồng, chào bạn Trinh nha, hello em. Chào con Kim Ngân Z nha, hello shop. Anh xem tí nữa Lô Sembrus với lại pháo đờn ai ăn đi anh. Rồi anh không biết cái đó là đang bàn về vấn đề gì luôn á. Hello bạn Nguyên Nguyễn nha, chào fan, chào bạn Đinh Quang Minh nha, hello bà. Hello bạn Thời Nguyễn nha, chào shop. Alo alo 1234, alo mấy bạn nào mà đang coi cái livestream nhà thời điểm hiện tại, mấy bạn quên, mấy bạn chưa có bấm like video ủng hộ cho Hiếu á, thì mấy bạn tiện tay mấy bạn cho mình xin một like video nha. Coi như đó là lời động viên sự ủng hộ thầm lặng của tất cả các bạn dành cho mình trong buổi tối livestream bất ngờ trên YouTube ngày hôm nay. Alo alo 1234, alo. Alo alo 1234. Hồi nãy giờ tính ra là anh không có kể câu chuyện nào mới luôn á, anh toàn kể chuyện rồi không à. Nhưng mà cái này là nó giống như là cảm xúc á. Ví dụ như mà anh đang có hứng hoặc là anh đang nhớ tới cái câu chuyện nào á mà anh muốn kể á thì anh sẽ kể rất là hăng say. Còn ví dụ như là vô tình anh kể theo cái đó đó thì nó không có hay. Cho nên đó cũng là lý do tại sao ví dụ mà mình kể theo cái mạch mà nó như thế nào á là nó là hay ở cái điểm đó đó. Hiếu không có nghe chuyện ma, từ trước giờ Hiếu không có nghe chuyện ma nhiều, chính lại tôi cũng không có sợ ma đó mấy bạn, nên là bình thường tôi cũng không có mấy cái kinh nghiệm như là mấy cái kỷ niệm gì về ma cỏ hết trơn á. Nếu mà có tôi cũng kể cho mấy shop nghe rồi, ma không có, có mấy shop. Để xem coi là chúng ta được bao nhiêu like rồi. Nhưng mà Hiếu nghĩ là chắc là chúng ta nên kết thúc cái buổi livestream tại đây không mấy shop thôi, tại vì cái cuốn họng của Hiếu nó không có còn cho phép nữa rồi mấy shop. Ngày mai Hiếu còn phải livestream ở Facebook nữa mấy bạn. Tôi còn livestream cử trưa với lại cử chiều, cử tối nữa. Cho nên là tôi sợ tôi nói nhiều quá tôi bị mất tiếng mấy shop. Alo alo 1234, alo alo 4123, alo. Hello bạn Vũ Minh Đức Vũ nha, hello shop. Hên là ổng bắn tạch 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 chứ ổng mà bắn bạch 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 là chết mẹ. Bắn bạch 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 là bắn cái gì má? Bắn bạch 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 là bắn tùm lum hay sao? Hello bạn Phước Hưng nha, chào shop. Dậy đành đạch chúc chị Thảo Vi ngủ ngon Đinh Hiếu ơi. Hello Thảo Vi, chúc cho Thảo Vi ngủ ngon. Xách cái dàn karaoke ra trước nhà của bà Bảy ra sau đó hét lên tên em nè anh. Hay vậy quá bé muối ơi. Hello bạn HMCK nha, hello fan. Anh nhớ em không anh Hiếu ơi, em là người đi tù thay anh nè. Ủa mà cái hồi đó là cái vụ gì mà chúng ta đi tù vậy mấy shop? Cái khùng nó điên nữa rồi đó.
Rồi, rất là cảm ơn và rất trân trọng sự hiện diện của tất cả các bạn đã ngồi lại cũng như là đã lắng nghe những cái câu chuyện cũng như là một cái màn chào sân cho buổi tối ngày hôm nay trên YouTube của Hiếu dành cho tất cả các bạn ha. Các bạn đừng quên tiện tay để lại một like video cuối cùng trong cái phiên live stream buổi tối ngày hôm nay ha mọi người. Trước khi up thì Hiếu rất là vui vì có thể kể cho các bạn nghe những câu chuyện, mặc dù nó là những cái câu chuyện không có mới, kể lại cho mọi người nghe, nhưng mà cũng rất là vui và cũng rất là cảm ơn mọi người vì mọi người đã dành thời gian để ngồi coi cái phiên livestream này ha. Tính ra là em mới vào mà em vào trễ rồi đó. Hiếu hứa với mọi người là nếu như mà Hiếu sắp xếp được thời gian á, tôi rảnh á thì tôi sẽ lên trên YouTube để tôi kể chuyện cho mọi người nghe nữa ha. Tại vì phần lớn là Hiếu livestream ở Facebook á mấy bạn, tôi livestream ở Facebook nó khá là quen rồi, cho nên là không có sắp xếp thời gian được. Nếu như mà sắp xếp được thì mình sẽ livestream sang kẻ đó. Có gì thì mấy bạn hãy nhớ bấm subscribe cái kênh YouTube cũng như là bấm subscribe, bấm theo dõi luôn ở trên Facebook của Hiếu nha, để có thể nhận được những cái buổi livestream của tôi ha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe đầy đủ. Hiếu hẹn gặp lại mấy bạn vào một ngày không xa trên YouTube ha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha mọi người. Bye bye mấy shop. Nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe đầy đủ nha mấy shop ơi. Bye bye mấy shop. Bye bye mấy shop, bye bye, 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 bye mọi người. Cút thôi mọi người, bye bye mọi người. Máy yêu mọi người, máy yêu, cầm xăm Hamita mọi người.